Có ai là khách mời mới không? Hay là tất cả đều là đồng thấy của UDK hết rồi nhỉ? Có ai là khách mời mới? Đây cũng là quen đấy ạ. À, có cô ạ. Cô mới thích nhỉ? Cô chưa biết gì về công nghệ này đúng không? Thế thì hôm nay cô nghe thì cô cứ nghe thôi nhé. Nghe được cái đâu thì nghe. Đó. Rồi còn ai nữa? À còn anh ạ. Anh cũng mới thích luôn à? Anh chưa nghe gì về công nghệ này. Thế ai mời anh ạ? Ôi thế à? Ôi em chắc là lại dùng cái những thiết kế của mình như sao ấy để mời anh đến đây sao ấy. Thế ok, thế mời anh đi. À thế ok ạ, mình quay lại một chút. Trước đó thì mình kinh doanh thì nói về tiền ảo ấy, tiền kỹ thuật số ấy, thì mình khá là không tích cực, thậm chí là mình còn làm cái hệ tư tưởng với đội ngũ của mình đó. Nhưng mà sự thật, kết quả đó là sự thật, và bạn mình có 80 bit ở trong tài khoản, và bạn mình có nhà có xe, và lúc đấy thì kết quả kinh doanh của mình nó không được tốt. Hay nói đúng hơn, thay đổi, một là đến từ tầm nhìn, hai là đến từ biến cố, đúng không? Và rõ ràng lúc đấy là mình biến cố, và mình biến cố và mình nói chuyện với bạn mình, và sau đó là gì ạ? À, trong đầu mình giao tiếp và mình suy nghĩ rằng là mình follow, mình theo và mình khởi nghiệp. Lúc đấy là gì ạ? Theo bạn mình đó là 100 triệu, trong đó 2.000 đồng mình đầu tư vào quỹ mở khách nhà, đó là 2.430 euro, nó rơi vào khoảng 62-63 triệu đấy. Đó, đầu tư vào để nhận lãi theo tuần, với lý do là công ty đấy nó có khoảng 25 manager đầu tư vào các cái mô hình các thứ, và hàng tuần mình được nhận lãi về, nó dao động là gì ạ? À, cả gốc cả lãi nó khoảng độ 5% một tuần đó, và một tháng nó rơi vào khoảng 20% cả gốc cả lãi, còn lại là mình có khoảng độ 38 triệu đấy. Thì mình được bạn mình hướng dẫn lập tài khoản ở trên Polo và trên BitCheck. Nếu mà mọi người về trên coin thì nghe thấy sàn Polo đi ngay đúng không? Nghe thấy BitCheck đi ngay. Đó. Và lúc đấy mình mua Bit thì nó đã không còn là khoảng 20 triệu nữa, mà Bit lúc đấy nó rơi vào khoảng độ tầm độ hơn 40 triệu rồi. Đó, và lúc đấy mình mua được khoảng 0.9 Bit. 0.9 Bit. Thế thì đầu tư cái kia thì lúc đầu mình mới lắm, mình thấy hay, cứ tuần là nhận tiền về là mình vui thôi. Mình vui. Còn là gì ạ? Bitcoin thì đầu tiên là gì ạ? Mình mua Bit xong mình chuyển ra lắp đồng coin. Sau đó là ông anh mình bảo là gì ạ? Trong cái kíp anh em chơi nhau mà ông bảo là mày ít tiền mà mày mua nhiều con này thì mày không thắng lớn đâu, bởi vì là gì ạ? Con này lãi, con này lỗ, trung bình vào là không lãi. Và cuối cùng anh bảo với mày chơi ấy là các cụ dạy rồi, có chí làm quan có gan làm giàu, cho nên là muốn giàu là phải có gan to, đúng không? Bây giờ dồn hết lại mua được một con thôi đó, và tôi đã tập trung tôi mua một con, đó là con Digima đấy. Chơi coi này biết Digima là con gì đó. Và lúc đấy là gì? Nó giá biết của nó tương đương là khoảng 700 satoshi đó, và tôi mua. Thế mua xong là gì? Một thời gian nó lên được 1.700 satoshi thì tôi bán, nó rơi vào khoảng ít khoảng 2.5 lần. Và khi mà lên như vậy xong ấy thì tôi bán ra được khoảng 2.2-2.3 bit, và bit nó không còn là khoảng 40 triệu nữa mà leo lên khoảng hơn 70 triệu. Và lần đầu tiên trong đời, lúc đấy mới biết được lần gì, dùng tiền đầu tư và nó tăng lên như thế, và được khoảng gần 200 triệu mọi người ạ. Gần 200 triệu. Còn cái đầu tư quỹ kia thì tôi được khoảng 6 tháng, cũng may quá là 6 tháng thì nó cũng hòa về cho mình được khoảng độ là 62 triệu, 63 triệu đấy. Đấy, cho nên là đấy là cái dự án đầu tiên. Và sau đó thì cái tháng 8 năm 2017 đấy thì chính bạn tôi luôn, chính cái người bạn đó đó, và người bạn ấy nói với tôi là mày đã nghe về cái công nghệ tàu nó chạy ở trên không trung như này bao giờ chưa? Và tôi bảo là dạ tao nghe rồi, nghe qua rồi, nhưng mà ngày đấy là cái khái niệm về cái giải pháp giao thông đấy là cái người bạn mà ông ấy tên là Hiếu Béo, ông nói với tôi thì ông ấy không cho tôi xem, mà ông chỉ nói mồm thôi. Mà lão của mình là gì? Nói mồm mình không thể tưởng tượng được. Mọi người hiểu không? Có là nói tôi cái tàu nó chạy như thế này này, mình chưa nhìn thấy nó bao giờ, mình cũng không hình dung ra được nó là cái gì cả. Và cái thứ hai là nói về cổ phần thì mình cũng lơ mơ đấy, mình cũng chưa hiểu cổ phần là gì cả. Nhưng mà bạn mình nói như vậy thì mình lại tin bạn mình, bởi vì là gì? Nó có tầm ảnh hưởng với tôi rất lớn. Tôi xin lỗi nhé, bởi vì là hai thằng học đèo với nhau, nên là mày tao thì tớ với nhau mà đó. Và khi bạn tôi nói như vậy thì tôi với bạn tôi đã lên Hoàng Ngọc Thí và ngồi nghe anh Phùng Công Vượng. Ở đây chắc mọi người biết anh Phùng Công Vượng. Anh Phùng Công Vượng ở Vĩnh Phúc, anh chia sẻ
Và tôi thấy anh chia sẻ đến đâu ấy, cái trang vua banh chia sẻ đến đâu anh kích ra đấy, kích đường link từ năm 1977 hỗ trợ như này ấy. Và lúc đấy tôi mới nhìn thực tế cái tàu đấy chạy. Đó, và khi tôi nhìn thấy thực tế tôi thấy nó hay quá, bởi vì trên thị trường nó có cái tàu như thế này. Đó, và lúc đó là gì ạ? Trong đầu tôi suy nghĩ rằng là, tôi chưa coi thị trường nó giảm khoảng 10%, 20% là mình bay mất 1-2 nghìn đô là bình thường. Đó, và lúc đấy tôi có tư duy là cái này hay, mình đầu tư một ít. Và nếu như được, bởi vì lúc đấy là tôi đầu tư 1.000 là tôi được là 135.000 cổ phần anh chị ạ. Và lúc đấy là thì anh Vượng giới thiệu với tôi là một cổ phần sau này là một cổ phiếu và cái IPO giá niêm yết là một đô anh. Đấy là anh Vượng nhé, anh Vượng chia sẻ với tôi và tôi nhớ y như vậy. Thế tôi nghĩ là bây giờ mình đầu tư 2.000, mình được 270.000 cổ phần và khi IPO thì mình có được 270.000 đó. Cho nên là nếu như mà thành công là được 270.000, còn nếu như mà rủi ro thì sao ạ? Thì nó cũng giống như tôi chơi coi, nó tụt 10-20% thôi. Đây là tôi quyết định tôi đầu tư anh chị ạ. Đấy là câu chuyện tôi đến với cả Unicai là như vậy. Anh chị nghe câu chuyện của tôi xong còn giống câu chuyện của anh chị không ạ? Đó, đó là câu chuyện của tôi. Và trong cái quá trình khi tôi đầu tư xong ấy thì tôi lại có một cái band. Lúc ấy tôi với bạn tôi là có một cái band. Một cái band nó khoảng độ 6-7 người đi với nhau này này. Và ngày đấy tư duy tài chính nó lạ lắm. Tư duy tài chính nó lạ là cứ tiền thôi, nay làm sân này được vài tháng cảm thấy không ok đấy, chạy sang sân kia đấy, cứ ngửi thấy mùi ở đâu có tiền làm nào đến đó. Và một năm cái 2007 đến đến tận tháng 5 tháng 6 2018 tôi chạy 5 dự án, toàn các dự án đó là để trả lãi, toàn các dự án trả lãi. Và tôi chạy cả sân đó biết là đó bét này, nó lấy cái đồng đó hay là nó chạy, nó là để tôi chạy cả cái dự án Omnia đó là đào bít. Bởi vì cuối 27 là bit lúc đấy nó lên 19.800. Và tất cả mọi người lúc ấy bit nó khoảng 500 triệu và mọi người bảo là sang năm bit sẽ lên khoảng 30.000, 40.000. Đó, và lúc đấy trong đầu tôi suy nghĩ rằng là cái năm 2017 đấy lại có một cái dự án cực kỳ đỉnh đám, đó là dự án Bitcoin. Và đã có rất nhiều người đã kiếm cả triệu đô đấy, và lúc ấy chúng tôi có tư duy là mình sẽ đi tiên phong một cái dự án nào đó, một cái dự án nào đó, ví dụ dự án đào bit đi, và mình là diện đầu tư vào đây đào bit và nhận về bit. Và đến khi mà bit nó lên 30.000, 40.000 thì cơ hội mình sẽ thắng lớn. Lúc ấy là Unicai là chỉ đầu tư xong để đấy thôi anh chị ạ, chỉ đầu tư xong để đấy. Bởi vì là cái câu chuyện nghe khoảng 3 năm 4 năm 5 năm là cảm thấy nó xa vời đấy, nó rất là xa vời đó. Và khi mà tôi đầu tư xong cái tự dưng là gì ạ, được một tháng bit từ 20.000 nó một cái lên xuống còn có khoảng độ 11.000 thôi. Xin lỗi nhé, một số anh chị mà không va thị trường này nói thì nó hơi buồn ngủ. Nhưng mà thôi tôi cứ nói trước, nếu sau này mà có ba thì đỡ bất ngờ. Có đỡ không? Đó, rồi. Và khi mà như vậy ấy. Alo. Rồi, cho tôi chặt tay đi. Và lúc đấy ấy, thì cái dự án nó xuống như vậy thì cái việc tôi đào ít về nó ít, và cái gốc tôi đầu tư vào để mua máy rồi mà. Và chúng tôi tính ra là khoảng độ hơn 2 năm, 3 năm sau may ra mới hòa 4. Và xin thưa rằng là gì ạ? Trong cái khoảng thời gian như vậy là chúng tôi chạy 5 dự án. Và mình bị giao tiếp bản thân. Mình bị giao tiếp bản thân là gì ạ? Ồ, mình đi dự án nào mình cũng phải đầu tư ít tiền. Mà chưa kịp thu thì dự án đấy nó gặp vấn đề. Mọi người hiểu không? Đó. Thế là lúc ấy mình mất tiền. Và mình nói chuyện với bạn mình về cái đó. Mà nó không ok thì mình lại mất cái gì ạ? Mất uy tín. Mất uy tín. Đó. Và người ta nói rằng mất tiền thì mất ít, mất bạn thì mất nhiều, nhưng nếu mất niềm tin là mất hết. Và nếu như mà mình 20 tuổi, 25 tuổi mình có thể là gì ạ? Có sức, có năng lượng, mình làm lại thoải mái. Nhưng mà 35, 40 tuổi ví dụ như thế, trở tuổi ra hẳn, thì đôi lúc là gì ạ? Cái câu chuyện là gì ạ? Với một người bạn mà chúng ta đã xây dựng mất 10 năm 10 năm, 50 năm thì nó không hề được giải. Đó. Và lúc đấy là gì ạ? Là bản thân là gì ạ? Là chúng tôi là quyết định đó là chuyển ra, đó là gì ạ? Thành lập công ty làm về bất động sản. Bởi vì thấy là dự án về tài chính này không hiệu quả, không hiệu quả. Đó, nhưng mà rất là may là trong quá trình đó thì tôi lại ở trong nhóm của cái nhóm mà mọi người đầu tư về Unica ấy. Thì hàng ngày đó là gì, tôi được cập nhật rất là nhiều thông tin và mình cứ đọc. Và đến tầm độ tháng 5 tháng 6 2018 thì cái điểm nhấn mà dẫn đến tôi quyết định đó là tôi trở thành, ngoài đầu tư ra tôi trở thành đối tác của Unica. Đó là lúc đó thứ nhất là công ty của chúng ta bắt đầu là gì ạ? Đưa sản phẩm của mình đi triển lãm ở ba quốc gia, đó là Indo, UAE và Berlin.
Và cuối cùng là gì? Chúng ta đã chiến thắng, chúng ta đã là gì? Trúng thầu được ở UAE là 28,8 hecta đấy. Đấy là cái đầu tiên tôi có niềm tin. Và cái thứ hai tôi có niềm tin đó là cái năm đó là gì? Anh Triệu Tâm và anh Khoa hay một số anh em ấy, họ đã đích thân bỏ tiền ra và họ đã sang bên Peru. Và lúc ấy Tâm anh quay ở trên cái trần nhà bảo tàng ấy và anh giới thiệu cho mọi người rằng là gì? À, cái tên của tôi ở trên trần nhà này, và nếu tôi không phải là cổ đông thì chắc chắn là gì? Là cái tên của tôi sẽ không được khắc ở trên này. Và lúc ấy xác định cho mọi người rằng là chúng ta đã đầu tư đúng và đầu tư chuẩn công ty rồi. Và lúc đấy tôi nói với các bạn tôi là một là tôi sẽ quay về làm kinh doanh cái cũ, bởi vì là nhiều lúc giống mọi người đây này, mọi người muốn đi tìm một cái gì đó nhưng mà ra ngoài mọi người chưa kinh nghiệm, có thể mọi người sẽ bị bấp ngã đúng không? Đó, và lúc đấy tôi cũng như vậy. Và tôi có tư tưởng một là tôi sẽ quay trở lại kinh doanh cái lĩnh vực cũ của tôi, hai là lúc đấy tôi sẽ ra quyết định đó là tôi làm đối tác. Và rất là may là khi vào tháng 6 2018 thì tôi ra quyết định tôi làm đối tác, thì rất là đơn giản thôi. Nó là gì ạ? Mình gặp bạn bè của tôi nói là có cái công nghệ tiềm năng như này này đó, và không phải do mình nói hay đâu, mà cái quan trọng đó là gì? Là cái sản phẩm của mình ấy nó quá tuyệt vời, dẫn đến là gì? Tôi cũng được rất là nhiều bạn bè của tôi tin tưởng và ủng hộ đó. Và hôm nay thì tôi cũng là đồng sở hữu giống như tất cả các chị ở đây đó. Và đứng ở trên đây thì tôi cũng muốn là chia sẻ mọi người một chút về cái thực tế của tôi. Cái giai đoạn đầu ấy, tôi đầu tư xong tôi vẫn nói với đồng đội của tôi là chỉ dành một phần, bởi vì trong đầu tư kể cả có chắc đến mấy nó vẫn có rủi ro. Mọi người có đồng ý không ạ? Nó vẫn có rủi ro, mặc dù là gì ạ? Sau đó thì tôi định vị là ngoài tôi là đầu tư giá trị ra thì tôi sẽ là giáo dục đầu tư. Và tôi rất muốn đi gặp tất cả mọi người đây, dù là trẻ hay lớn, kinh nghiệm tôi không dám nói nhé, nó là vô cùng. Nhưng tôi sẽ muốn giáo dục với mọi người rằng là mọi người tránh xa tất cả các sân trả lại. Đừng có là với tôi thì tôi trải qua rồi, với kinh nghiệm tôi thôi. Tôi thấy rằng là gì ạ? Chẳng có cái gì mà làm ngày hôm nay, ngày mai có lại luôn cả. Mọi người đồng ý không ạ? Nó chỉ là bình cũ, rượu mới thôi. Xin đơn thưa rằng là kể cả quán cà phê ngày nào cũng bán, cũng có doanh thu, nhưng mà đấy không được gọi là lãi. Lãi chỉ được tính trên thu trừ chi và dư ra thì mới gọi là lãi. Thế thì câu chuyện kể cả tất cả các quán cà phê đơn giản nhất thì họ cũng phải là để trả tiền mặt bằng là 3 tháng hay 6 tháng. Họ cũng phải trả tiền nhân viên, điện nước, tất cả mọi thứ, đúng không? Thì tối thiểu nó phải 1 tháng, nó phải là 3 tháng thì lúc đấy mới có lợi nhuận được. Nhưng mà xin đưa rằng là gì ạ? Mọi người cứ nghe mọi người nói rằng là gì ạ? Là đầu tư cái này, kể cả là forex, nếu các bạn đánh cá nhân, các bạn có thể chốt lời, có thể hôm nay thắng, có thể ngày mai thua, có thể có tiền. Nhưng nếu cả một tổ chức lớn mà đánh theo cùng một lệnh ủy thác hoặc là một lệnh đó là gì ạ? Copy chain, thì tôi nói luôn, không có chuyện đấy xảy ra đâu, không có đâu. Nhưng mà về cái bài toán thu chi, tôi hôm nay không có cái cơ hội để tôi nói với mọi người về này, nhưng tôi chỉ thấy được một điều là cực kỳ hiếm ở trên thị trường này có một cái loại nào mà đầu tư một phát ngày mai có lãi luôn, không có đâu, không có. Thế cho nên là gì? Cho nên là chúng ta là gì? Với tôi là tôi chạy, và tôi định vị luôn là gì? Mình là nhà đầu tư giá trị. Nhà đầu tư giá trị nghĩa là gì? Nghĩa là ngày hôm nay tiền của tôi bỏ ra, tôi đầu tư vào một cái công ty nào đó, và cái tiền đấy phải được phát triển cái gì đó, phải được chứng thực, đúng không? Phải được kiểm nghiệm tất cả mọi cái như vậy. Mặc dù làm rõ như vậy rồi nó vẫn rủi ro, mà nó vẫn rủi ro chứ không thể là không có rủi ro được, đúng không? Nhưng ít nhất mình còn biết rõ chính xác là gì ạ, cái tiền đó đầu tư vào là như thế nào. Và rất là may là lúc đầu là gì ạ, tôi nói mọi người là gì ạ? Với tôi định vị khi mà mình đã nâng cao được cái năng lực kiếm tiền rồi thì mục tiêu tiếp theo của mình là phải là triệu phú đô la, phải là triệu đô. Thế thì lúc đầu cái tư duy của tôi triệu đô là nó đến từ ba con đường. Con đường thứ nhất là khi mình kiếm được tiền nhé, giàu người giàu và người nghèo giống nhau là cùng đi kiếm tiền, nhưng khác nhau là người giàu khi kiếm được tiền họ sẽ tiết kiệm ấy, và họ sẽ tập trung vào mua tài sản, còn người nghèo sẽ bị tập trung vào mua tiêu sản. Rồi hôm nay không thể thích cái này, nhưng tiêu sản tài sản nha, mọi người sẽ dần dần tự hiểu đó. Và tôi định bị luôn ba con đường của tôi. Con đường thứ nhất đó là bất động sản, nhưng mà đừng dùng lần bảy quá nhiều nhé, giống như giai đoạn vừa rồi ai dùng lần bảy nó rất là nguy hiểm, đúng không? Và con người còn dạy này chứ, mua được miếng đất này hay mang miếng đất này cắm ở ngân hàng, dùng cái tiền đấy để mua miếng đất khác. Trời ơi, đòn bẩy kinh khủng, cực kỳ. Ôi nên nó thuận thì không sao, nó không thuận thì sao? Áp lực cái việc trả tiền lãi đấy nó cực kỳ khủng khiếp, đúng không? Cho nên là gì? Cho nên là mình
Dãy làm sao đó là gì ạ? À, kiếm tiền, tận dụng năng lực kiếm tiền. Đó, và cái đầu tiên tôi thấy ở Việt Nam vẫn là một cơ sở rất lớn, đó chính là bất động sản. Và cái thị trường thứ hai đó là gì ạ? Là với tôi, cá nhân của tôi là nhà đầu tư Unica. Và tôi có niềm tin về cái công nghệ này, đó là một cái công nghệ, đó là một cuộc cách mạng về tổ hợp giao thông. Tối thiểu đến 1 triệu. Với tôi, tối thiểu đến 1 triệu. Đấy là nghèo nhất là tối thiểu đến 1 triệu. Với tôi nhé. Và cái thứ ba, tôi vẫn có niềm tin cực kỳ lớn vào thị trường crypto. Còn thì mọi người suy nghĩ là đấy là cá nhân tôi, đúng không? Đó, và cái trend vừa rồi, cái mùa vừa rồi thì tôi thấy được là gì ạ? Là từ 3.000, đó là cuối 2018 thì nó xuống đáy là 3.001, và đầu tháng 3 2020 nó tết lại từ 3.800, và sau đó nó lên một phát là 69.000, và bây giờ nó đang dao động ở vùng khoảng 22.000, đúng không? Đấy là thị trường crypto này, như vậy đó. Thì lúc đấy là gì ạ? Tôi cũng nói mọi người luôn là với tôi là tôi vẫn đổ ra luôn cả ba nguồn như thế. Nhưng mà khi mà tôi đi có cái chuyến thực tế sang Belarus, à giỏi cho mọi người một chút ạ. Em ơi, xin giới thiệu với mọi người một chút, đây là cái chuyến trải nghiệm thực tế của tôi. Và cái chuyến đi này không phải một mình tôi nhé. Cái chuyến đi này là có 60 đồng sở hữu giống như tôi sang đây. Đây là câu chuyện việc thật người thật. Đôi lúc ấy có thể các bạn nghe qua này kia, nhưng mà đây là thực tế rồi. Đây là thực tế rồi, đó là tôi. Đó, đó. Và đây là cái hình ảnh đây. Đây là đội của team chiến lược. Và trước đây thì tôi có tạo ra một team này. Bởi vì cái team của chúng tôi ấy là với ba cái điều khoản mà chúng tôi hướng đến, đó là tự do tài chính, tự do thời gian và sức khỏe hoàn hảo. Nó thật quân, cuộc đời có rất là nhiều người để sở hữu được ba điều khoản này cùng một thời điểm không dễ đâu. Trẻ thì có sức khỏe, có thời gian nhưng tiền kiếm rất là nhiều. Tầm tuổi như tôi có thể có tiền, đúng không? Có thể vẫn có sức khỏe nhưng thời gian thì vẫn tối mũi, đúng không? Có không ạ? Nhưng đến khi 60 tuổi có thể tiền có, thời gian có nhưng sức khỏe thì xin lỗi là gì ạ? Lúc đấy không dám vỗ ngực nói mạnh được. Đó. Nhưng bây giờ nếu chúng ta chọn lựa đúng và chúng ta làm những năm 3 năm 40 tuổi, nếu chúng ta chọn lựa đúng nhé, thì chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu được ba cái chìa khóa này ở cùng một thời điểm. Đấy là cái mục tiêu, đấy là cái mục tiêu của tôi, và tôi cũng muốn là việc hướng đến cộng đồng như thế. Và cái văn hóa của chính quyền của tôi đó là gì ạ? Tình cảm như gia đình, không khí như lớp học, và kỷ luật như quân đội. Và tôi muốn xây dựng được một tổ chức lành mạnh như vậy. Đó, nhưng đến bây giờ thì tôi không còn là thuyền trưởng của Tiến Lược nữa, mà bây giờ tôi lui về cái là cố vấn thôi. Và thuyền trưởng của Tiến Lược bây giờ mới là một cô gái rất là tuyệt vời. Mọi người có thể dành cho nhà điều hành mới của Tiến Lược đâu nhỉ? Anh ra ngoài nhỉ? Đấy, cái lúc quan trọng nhất thì này, thế ở đây. Rồi, cô đây ạ. Đấy, cô đấy. Còn anh này là từ Hàn Quốc về, đẹp trai nhất. Mình không đẹp trai lắm nhưng mà được cái đứng ở trong đấy nó cũng nổi bật. Ở đây là cái dành cho người bị thẳng, cái chuyến của tôi đi sang đấy. Đáng nhẽ đi có 11 ngày thôi, nhưng mà công ty yêu quý quá giữ gần 1 tháng. Đó. Còn đây hình ảnh của tôi là cái chúng tôi được trải nghiệm ở trong cái công viên EcoTechPark là 36 hectare, và chúng tôi được đi ra đi tàu để. Và cái góc kia là những cái hồ, đó là câu cá hồi ấy. Đó, và mình không diễn tả được hết bằng cái cảm xúc đâu ạ, nhưng mà tôi thấy rằng là ở bên Belarus đấy rất là tuyệt vời, và tôi có một kiến nghị mà tôi cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì nó cho mình mở rộng kiểu một cái thế giới mới ấy. Rất là hay cái kia đó. Và đây là hình ảnh của chúng tôi vẽ đấy, mọi người thấy tôi vẽ có đẹp không đấy? Ngày xưa học giao thông vì lý do vẽ cái này cho nên tôi mới nghỉ sớm đó. Và đây là hình ảnh muốn nói đến một điều là trước đây ngài chủ tịch cái thời từ năm 1977 ấy là chưa có dùng máy tính nhiều, mà đầu tiên là phải từ cái bản vẽ đấy, cho nên là dân anh em mà học kỹ thuật là hay vẽ đúng không đó. Và hôm nay chúng tôi cũng được học một tiết chỉ vẽ thôi đó. Và đây ạ. Và bên cạnh đấy là hình ảnh, đó là gì? Đây là hình ảnh những cái nhân vật mà đã có cái sự đóng góp rất lớn cho công ty từ giai đoạn đầu. Đấy, họ đầu tư là gì ạ? Cá nhân là trên 1 triệu đô đấy.
đó. Và ở trong ngày đây là chúng tôi được vào văn phòng, chúng tôi được vào văn phòng và cái tòa văn phòng thì tôi giới thiệu cho mọi người. Và trong cái công viên 36 hectare này rất là tuyệt, ở cái chỗ là ở trong này có cả vườn thú ngựa này, rồi là vườn thú mini này, rồi là có mọi thứ trồng trọt mà chúng tôi được tự túc ở trong này hết. Và mình có một cái cửa hàng trưng bày để bán tất cả những cái nông sản ở trong này đó, trong này. Và đây hình ảnh nhé, tôi đã giới thiệu mọi người, đây là đường dây đấy, ở bên Belarus. Đây này, Belarus là cái nơi nhé, cái nơi công nghệ Unica của ngài chủ tịch Anthony Zelensky đó. Và bên đấy thì không được ăn như kiểu đồ ăn Việt Nam mình đâu đấy, ăn nó thanh cảnh lắm, cho nên là giờ cũng quen. Và đây ạ, và tôi không nhớ tên ông ấy, nhưng ông ấy là người đại diện về Moon VC. Moon VC đó, Moon VC. Đây là tất cả những cái đồ ăn chúng tôi được ăn đây ạ, thì đều ở trong nông sản. Và ở trong cái công viên Eco Tết Bắc ấy, thì là 36 hectare có một xưởng bia riêng đấy, và sản xuất rượu vang riêng và sản xuất rượu hoa quả riêng đó. Và cái cung tịch cúc ở trong đấy, và cung lâu ở trong đấy là gì ạ, phục vụ rất là nhiều các phái đoàn đến đó. Và đấy là một trong những 100 điểm du lịch hấp dẫn nhất của Belarus. Rất là may mình được trải nghiệm gần một tháng ở đây, đó. Và đặc biệt ở đây, đây là nhà sinh thái Eco, đó là gì ạ, nhà sinh thái khép kín. Rất hay nhé, cái nhà này rất là hay, là vườn ở trong nhà luôn. Lúc đầu tôi thấy nhà thì ngồi mình bảo là sao lại vườn nó lại sạch thế này, hóa ra là vườn ở trong nhà mọi người. Cho nên là mọi người đi vệ sinh tất cả cái đồ này là mình có đường thải ra luôn, ô nhiễm luôn, nhưng mà đây là xử lý toàn bộ ở trong nhà này luôn đó. Và cái nguồn mà kiểu như là việc những cái xử lý đấy thì này là nguồn thức ăn của cây này luôn, của cây cối luôn. Các bạn xử lý toàn bộ khép kín. Và đây là ngôi nhà rất là đặc biệt, sau này sẽ được đưa lên vũ trụ, đưa lên vũ trụ mọi người đấy. Cho nên là nếu ai mà yêu thích ngài chủ tịch ấy, mà đọc nhiều về những cái nghiên cứu phát minh của ngài chủ tịch ấy, thì thấy tuyệt vời đấy mọi người nhé. Đó, còn đây ạ, còn cái góc, còn cái tòa nhà này hôm nay anh Lợi và thiết kế tôi một cái tòa nhà như này ấy. Đây là tòa nhà văn phòng mà khi chúng tôi được vào trong này ấy, thì là kín tầng và tổng nó là 12.000 m², và ở trong đấy nó khoảng 600 kỹ sư cao cấp. Và khi tôi vào cái nhà này ấy, thì tôi mới có niềm tin cực lớn là trước đây ấy, tài sản của mình toàn nhìn đến thứ là như thế này, nhưng mà của đất nước tư bản ấy thì cái tài sản trí tuệ của họ là con người. Mọi người đến Apple đúng không, mọi người đến Apple, mọi người đến Amazon thì tài sản của họ là gì, là con người, là đội ngũ con người đúng không. Thì ở đây khi tôi vào thì từ cái phòng thiết kế đường dây, từ cái phòng thiết kế toa xe, phòng sáng tạo, khi tôi mua một đồng coi trước đây là gì ạ, nói tôi ghép là phải mấy chục người nghiên cứu này kia, thì riêng vào cái phòng sáng tạo nhất của công ty tôi cũng hơn 30 người. Lúc đấy mình và cảm xúc của mình là nó mới lớn đó. Và lúc đấy niềm tin của mình nó mới tuyệt đối, và mình bắt đầu mình suy nghĩ này, mình mua đồng coi đôi lúc mình cũng chỉ đọc qua cái quý thôi mà mình còn sản xuống mấy chục nghìn đúng không. Và ngày hôm nay mình đến đây, đây là một sản phẩm công nghệ, một hệ thống giao thông thực tế, và đằng sau đó là một tổ hợp là để bao nhiêu con người đang chăm chỉ làm việc hàng ngày. Và lúc đấy tôi có niềm tin tuyệt đối gì ạ. Và cái điều này tôi nghĩ rằng nếu anh chị chưa sắp đấy, chắc anh chị cũng chỉ nghe tôi nói thôi, cũng chỉ cảm nhận được một phần nào đấy thôi. Cho nên là cái cách tốt nhất để mà mình không phải nghe nào hết, mình nghe chính mình, đó là hãy quyết định cho mình có mặt ở bên đấy. Đi chơi chuyến nhờ. Tôi nói thật luôn, sáng nay ngồi giao lưu với một số anh chị ở Việt Nam, may mà đầu tư Unica mới được ra ngoài Hà Nội, chứ không cả đời chả biết Hà Nội là cái gì đúng không. Giống như tôi may mà tôi đầu tư công nghệ này, công ty của tôi nó lại là nước ngoài, cho nên tôi mới được sang châu Âu, tôi được sang Belarus, chứ không biết là đến bao giờ mới được sang đúng không ạ. Đấy là một sự thật. Khi mà tôi vào trong cái nhà bảo tàng ấy, nghiên cứu ấy, và các mọi người nhìn đây là cái hình, đó là gì ạ, giải Oscar mà mọi người hay để ý ở trong lĩnh vực nghệ thuật ấy, thì Unica của chúng tôi cũng được đạt giải Oscar trong lĩnh vực giao thông vận tải đó. Đây ạ, và mình ra đây mình nhìn đây là tàu xe thứ nhất anh chị nhé, và tôi được ngồi trên này, và sau đó đứng ra, mỗi tội là mình ôm ôm không thể thôi đó.
mình, nhưng mà rõ ràng đây là mình đang đồng yêu ở đây mà, cho nên mình cực kỳ yêu rồi. Giống như nhiều lúc mình nói là gì, ôi sao mình mọi người yêu biết nhỉ, bởi vì đơn giản là gì ạ, à mình mua 5.000 hay 10.000 thôi, nó lên 15.000 thì mình yêu thôi, chứ nếu mình mua 50.000 mà nó xuống 20.000 thì chắc là mình chả yêu được nhỉ? Đúng không? Đi được cái là đúng rồi. Đây ạ, đây là anh Trung Tâm đấy, mọi người hay gọi anh là Tâm Tâu, anh là một người rất đặc biệt và tôi cực kỳ lẻ và ngưỡng mộ anh ấy. Trước đây không lẻ. Trước đây quá khứ tôi biết anh ấy, tôi không lẻ như nào, bởi vì rõ ràng ngày đấy anh bình thường thôi, nhưng mà anh ấy chọn đúng dự án, anh ấy kiên trì, anh tâm huyết và kiến thức của anh ấy về Unica cực kỳ lớn, và tôi gọi anh ấy là Google Unica. Nên mình cực kỳ lẻ và ngưỡng mộ anh ấy bằng tiếng tôi đó. Và đặc biệt hơn nữa là khi tôi sang bên Belarus, tôi thấy anh ấy được công ty đối xử với anh ấy cực kỳ đặc biệt, mình cũng chạy lòng bởi vì mình cũng thích cái đấy mà đó, cho nên là mình cũng rất là mong muốn là trong tương lai mình cũng được công ty đối xử như thế. Và khi mọi người đầu tư xong, mọi người sở hữu xong ấy, thì mọi người đăng ký lấy cái giấy chứng nhận đó, và đã rất là nhiều người họ đã mang cái giấy chứng nhận sang hỏi công ty rằng là tôi đầu tư vào đây có đúng không, có đúng không đó, nó là như vậy đấy. À, đấy là cái chuyến trải nghiệm vừa rồi. Tôi kết luận lại khi tôi đến Belarus, đó là cho tôi có niềm tin tuyệt đối. Và sau đó tôi về, tôi có chia sẻ với tôi là đất như thế đủ rồi. Tại sao đủ rồi? Bởi vì là chả đột phá đâu, nó cũng chỉ giỏi lắm thì 30-50% ít 2-3 chẳng hạn, thế là tuyệt vời lắm rồi, đúng không? Thôi thì 1-2 gọi là an toàn hết được rồi. Cái thứ hai là coi thì rõ ràng là gì ạ, mình thấy là một thị trường mới, mình thấy tiềm năng, và mình cũng chỉ là mơ đó là đầu tư nó để có cơ hội gia tăng lên 500.000 hay 1.000.000 đô, ví dụ như vậy đó. Nhưng cái này thì mình thấy nó là cái thực tế ở cái chỗ là sản phẩm tạo ra, và tí nữa mình sẽ phân tích cho mọi người sâu hơn để mọi người tự đánh giá nhé, tự đánh giá. Thì lúc ấy tôi nói với cả vợ tôi là bây giờ mình là gì, tiếp tục mình sẽ đầu tư, mình sẽ tái đầu tư, mình sẽ tái đầu tư nhiều hơn. Và trước đây mình đầu tư thì mình vẫn có một cái suy nghĩ nào đó là biết đâu cái này nó không hoàn toàn, sao cái này nó ngon thì sao, mình cứ cân ra. Nhưng đến giờ sao, cảm xúc của mình sau cái chuyến này mình khác hoàn toàn luôn, khác hoàn toàn luôn mọi người nhé. Và cái thứ hai là cái trải nghiệm vừa rồi khi tôi đi UAE, đi Dubai, thì cái đầu tiên tôi sang thì tôi quan sát như này, mình ở quê nhưng mình lên Hà Nội thôi, mình thấy người các tỉnh mình đã thấy ở trên này sôi động rồi, mọi người thấy sôi động không? Đấy mới chỉ là các tỉnh thôi mà Hà Nội đã sôi động rồi. Nhưng tôi sang Dubai thì tôi nhìn thấy người nó không phải là các tỉnh ở đấy nữa, mà nó là các quốc gia Trung Quốc, Ấn Độ, đúng không? Việt Nam, châu Âu, nhiều các nước ấy, họ đổ về đó rất là đông đó. Và các bạn biết không ạ, tò mò chỉ leo lên cái tòa cao nhất của nó từ 148 này mà đi xuống, mọi người biết là gì ạ? Mất bao tiền rồi? 3 triệu. Đó, 3 triệu. Và xin đưa rằng là gì ạ? Là lên đấy chỉ ngắm toàn bộ Dubai thôi, xong đi xuống thôi. Mà mình thấy một người xếp hàng và bắt đầu mình tư duy. Ngày trước mình đã đi một lần ở bên Thái rồi, đó là xếp sâu. Đi vào xếp sâu xem các chương trình xếp sâu thì tôi nhớ rằng là 3 cái chương trình của nó hết khoảng 2.600 bạc. Nhưng mà xếp sâu là vất vả lắm, các cô phải biểu diễn. Nhưng đây chả điều thiết thì chỉ xây tòa cao nhất thôi, sau đó đi lên đi xuống xong 3 triệu là xong, đúng không? Đó, rồi nó biến được là những cái vườn hoa cực kỳ lớn, nó biến những cái khu sa mạc để mọi người ngồi lên xe chạy cưỡi nạc đà, nhưng tất cả những đấy họ đều biến ra thành tiền. Và có một cái điều đặc biệt nữa là ở bên đấy họ bán hàng cực đỉnh, cực giỏi. Đó là mình vào mình cũng muốn mua quà về Việt Nam, và qua lùi cái đấy chỉ có trà là này, như tây này, nước hoa này, tinh dầu này. Vào đầu tiên là chỉ muốn mua trà đây thôi, mình mua mỗi lần tí. Thế nào mà đi vào trong cái da là gì ạ? Mình xách đầy đủ hết, đầy đủ quà hết. Mỗi người là gì ạ? Xách khoảng độ 5-6 cân trà đà, đúng không? Và mua khoảng độ chục lọ tinh dầu nước hoa, rồi mua là gì ạ? Nửa lạng là gì ạ? Cái nhĩ hoa. Bán quá đỉnh luôn. Nó bán nó thấy mình hơi chờ lâu quá rồi. Kiểu nó đi ra rồi, cứ chờ đợi nó ra nó
nó mua cái sữa con đằng nào vào cho mình uống. Nhưng mà uống nó cực kỳ hôi, nhưng mà mình cũng muốn thử xem nó như thế nào. Đó, bán hàng mình như vậy. Thế thì từ cái điều đó thì bắt đầu tôi mới tư duy đến một điều là sang đây thì cái tòa này nó chính là bảo tàng tương lai. Và chúng tôi được đi vào phòng nhà máy, bắt đầu là được đưa lên từ mặt đất lên vũ trụ đó khoảng 600-700 km. Nó nói nhiều thứ, nó trừu tượng lắm. Và đặc biệt là vào trong bảo tàng này thì có một cái đó là có một ngân hàng gen, đó là việc tất cả các loại động thực vật. Đấy, cho nên là dẫn đến nếu cái con nào có bị tuyệt chủng thì nó lấy ở đấy ra là nó có thể hồi phục lại. Đó, hay lắm. Và ở bên đó thì là việc hình ảnh của ngài quốc vương ấy, của Dubai với cả Sala này, được là việc sáng như ảnh các hồ mình cực kỳ lớn. Đó, và từ cái việc này, bạn đây nhá, mọi người nhìn thấy trưng bày này nó không phải chỉ đơn giản là như là một cái ô tô đâu. Tất cả những sản phẩm đây đều là những công nghệ tiến bộ nhất ấy. Đó, và đây là hình ảnh là gì ạ? Tôi được ngài chủ tịch tặng cuốn sách về cuộc đời của ngài chủ tịch này, từ lúc ngài còn bé cho đến bây giờ ấy. Đó, và bên cạnh đây là giám đốc điều hành của trung tâm của mình ở Sala này. Đấy, mọi người thì anh ấy đẹp trai không? Tôi là đàn ông mà tôi nhìn anh ấy trông ngưỡng mộ. Anh ấy cầm đi thì kia thôi, anh không uống đâu, anh không uống mà nhìn khỏe khoắn đẹp trai nhỉ. Đó, rất là hấp dẫn. Còn đây là ông ấy là một cái người chuyên đứng ở trên quảng bá giới thiệu cho các phái đoàn, nói rằng là gì ạ, ngành giao thông vận tải từ lúc khinh kiệu đi xe ngựa cho đến là gì ạ, vận tải giao thông của mình hiện tại bây giờ. Có là ông ấy cứ đứng ở trên này giới thiệu với các phái đoàn này, nó bắt đầu thương mại mà, đúng không? Đó, và đây là hình ảnh là gì ạ, phái đoàn của tôi là gì ạ? Đây là đường ray số 4 nhé. Và cái đường ray này cực kỳ đặc biệt, cực kỳ đặc biệt, bởi vì là gì ạ? Cái đường ray kia là đường ray số 2, đường ray số 2, và đáng lẽ là làm đường ray số 2 trước, nhưng mà đường ray số 4 này ấy, được nhà vua của đó là gì ạ? Sara nói rằng là gì ạ? Tôi muốn là gì ạ? Tôi hàng ngày đi ở ngoài đường kìa, và tôi muốn nhìn thấy tàu chạy. Đấy, cho nên làm thế nào để mà có cái đường ray ở ngoài này được không? Và như vậy là gì ạ? Quốc vương đã tạo điều kiện để làm sao ạ? Bởi vì trong cái trung tâm này nó không phải chỉ mỗi Unica mà nó có là gì ạ? Rất nhiều các công ty công nghệ, bởi vì nó hơn 300 hectare rồi. Đó, hơn 300 hectare và mình chỉ kiếm được quá, mình chỉ được cấp là 28,8 hectare thôi. Đó, và đến tháng 4 này, khi mà là gì ạ, tàu của mình 25 chỗ và sau bên này ấy, thì chúng tôi lại có cơ hội để sang đây tiếp. Đó, và lúc đấy là anh chị có ra cho mình cái quyết định là có mặt ở đây hay không, thì hôm nay anh chị chọn nhé, anh chị chọn, cho nên là mình chia sẻ, mọi người chia sẻ cũng chỉ là cảm nhận thôi, còn chỉ khi nào anh chị trải nghiệm thực tế thì anh chị mới có niềm tin ở bên trong anh chị được. Đó, cho nên là đôi lúc mình đầu tư xong mình đi, mình trải nghiệm, mình vừa được du lịch, mình vừa biết được thực tế cảm xúc mình tốt hơn, và sau đó là cái kết quả của mình nó sẽ tuyệt vời hơn đấy, sẽ tuyệt vời hơn anh chị ạ. Đó, và đây là giám đốc quỹ của mình. Cái câu chuyện này thì xin đưa lên là mình không trực tiếp vào công ty mẹ đâu ạ, mà phải qua quỹ, và hai quỹ và công ty mẹ đầu lập nhau nhé. Và tôi không nhầm, tôi không nghe không nhầm anh bằng tuổi tôi bằng tuổi anh ấy, rất là giỏi anh chị nhé. Đó, còn góc ở kia là anh Alex, anh sinh năm 86 bằng tuổi bạn tôi, cái người bạn mà đã ảnh hưởng tôi trong lĩnh vực tài chính, và bạn tôi cũng cao 1m8, người Thanh Hóa, tôi là người Hưng Yên. Đó, còn đây là rất là may mắn là mình được ăn tối cùng ngày chủ tịch. Ông năm nay 74 tuổi rồi, nhưng mà sang đấy thì lúc đấy có cái tư tưởng lớn, bởi vì ngài nói rất nhiều về cái việc là đường Bắc Nam của mình. Và lúc đầu thì chúng tôi chỉ định vị là tôi chỉ là nhà đầu tư và chia sẻ mọi người biết về cái cơ hội này thôi. Nhưng mà sau cái chuyến này thì có tư tưởng là gì? Mình rất là mong muốn là gì? Cùng với các đồng sở hữu làm sao là gì? Nói chuyện về cái thương mại Việt Nam, và nếu có cơ duyên cơ hội để được đến với các lãnh đạo của chính phủ. Đấy, cho nên là mong muốn ở đây là các cô chú anh chị mà có người thân, người quen mà làm trong chính phủ thì mọi người cũng mạnh dạn chia sẻ nhé. Bởi vì là nếu như ở Việt Nam mà được xây dựng như vậy thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một sự tri ân rất lớn của ngài chủ tịch dành cho tất cả các đồng sở hữu, tất cả các cổ đông chúng ta đấy. Đó, đây là chúng tôi được ăn tối cùng ngài. Đó, và đây là cái này á, chị Đường với là anh Cường giới thiệu ấy, tôi giới thiệu mọi người. Đây nó không phải chạy năng lượng điện đâu, nó chạy năng lượng mặt trời đấy chị ạ. Nó lạp bằng năng lượng mặt trời, nghe lạ không? Bình thường mình chỉ cắm sạc đúng không? Nhưng mà năng lượng mặt trời thì mọi người biết đâu, là nó có thể làm gì ạ? Nó tự lạp. Đó,
và công ty này kêu gọi là cũng giống như mình, nhưng mà nhà đầu tư là 100.000 đô trở lên anh chị nhá. Đó, và ở đây là một góc của mình ở trong cái khu mà bắt đầu giới thiệu này, một góc này. Đây là hình ảnh tôi đi vào, và đây là các cái máy bàn, nó sẽ được giới thiệu cái sản phẩm của mình, cái sản phẩm của mình đây. Đó, và đây hình ảnh trên đây mọi người nhìn thấy. Ở bất kỳ cái văn phòng nào thì họ đều treo hình ảnh của Google, họ rất là trân trọng anh chị nhé. Đó, và sau hai cái chuyến đi Beirut và đi Dubai, đây là hai tấm ảnh tôi cảm thấy hạnh phúc nhất và tâm đắc nhất. Tấm ảnh đây đó là đẹp vợ ngài chủ tịch, vợ ngài chủ tịch. Khi chúng tôi được sang bên Beirut và đến văn phòng thì được tổng giám đốc bà tiếp đón chúng tôi vô cùng tuyệt vời. Đó, và chúng tôi cũng là được sang đấy cũng trả tặng cái gì là to tát cái lớn đâu, đó là cái cuốn sách về cuộc đời của ngài thôi. Đó, đấy là thứ nhất. Và thứ hai là đẹp, đây là cái tàu được trưng bày trong nhà bà. Đây, và cái tàu này là chạy là 500 km/h, và để mà thử được cái tốc độ mà tối đa của cái này ấy, thì cái đường thử của nó phải là 25 km/h hay gì ạ. Đó, cho nên là mình sẽ, ngài chủ tịch nói là năm nay mình sẽ tập trung vào cái mà công nghệ đường dây, và cái tàu 25 chỗ của mình sẽ được thương mại nhiều nhất. Và sau khi mà mình thành công cái đó rồi và mình có nhiều tiền rồi thì lúc đấy có thể là gì? Mình sẽ bắt đầu xây dựng đường thử của cái loại 500 km này anh chị ạ. Đó, thế thì vừa rồi mình có chia sẻ với mọi người là cái chuyến đi này thì Beirut thì mình có niềm tin tuyệt đối, đấy là cá nhân mình nhé. Còn khi mình đến với Dubai thì mình có tư tưởng lớn, đó là lúc này mình không còn chỉ đơn thuần là một nhà đầu tư, là mình đầu tư vào để mình kỳ vọng vào cái việc cổ tức hay là sau này công ty thành công mà mình phải lãi vốn nữa, mà mình muốn là gì ạ? Ngài chủ tịch 74 tuổi là một người dành cả cuộc đời, đúng không, cho cái công nghệ như này để một cái thế giới trở nên tốt hơn, thì tôi cũng muốn là gì ạ? Đằng sau cái việc kiếm tiền của mình là gì, là mình cũng muốn đeo đuổi một cái gì đó nó có giá trị, đúng không, để sau này mình cảm thấy là gì ạ? Mình cũng được sự công nhận và mình cảm thấy cuộc đời của mình như thế là có ý nghĩa thôi. Đấy là với cá nhân tôi như vậy. Và tôi cũng rất là mong muốn là ở trong khán phòng nếu có nhiều anh chị như vậy thì chúng ta sẽ có thể là gì ạ? Sau buổi như này chúng ta sẽ có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn, có được không ạ? Ok. Và với cái suy nghĩ của tôi là tôi đúc kết lại như này. Mọi người nhìn đấy, đây là hình ảnh của công ty Apple năm 1976 anh chị nhé. Năm 1976 mọi người thấy nó đơn giản không ạ? Đó, lúc đầu ấy rất đơn giản như này. Và năm 1976 này khi mà có 3 nhà đồng sở hữu với Apple ấy, ông CEO đó với một ông nữa, mà ông là cái câu chuyện về cái nhân vật này rất đặc biệt là đầu tư sở hữu 10%. Nhưng chỉ sau có khoảng 12 ngày thôi, ông ấy rất thiếu niềm tin rằng là Apple có thể thành công. Và ông đã quyết định bán cái 10% đấy, quy đổi ra là $800 nhé. Và sau đó ông quyết định ông mua vàng miếng. Và người ta nói rằng là nếu ông giữ lại thì đến năm tầm độ năm 2000 hay là bao nhiêu đấy, thì cái tài sản của ông ấy có thể đạt là 69 tỷ đô mọi người ạ. Còn bây giờ mọi người nhìn nè, đấy mọi người thấy không, trước đây nó như thế này nhưng bây giờ nó như thế này đó. Và mọi người thấy không ạ, cái giá cổ phiếu đạt đỉnh của Apple đã từng lên đến $260 và cái vốn hóa của họ đã đạt là 2.910 tỷ. Con số nghe thì khủng khiếp ạ, nghe đến 300 tỷ đô đã thấy khủng khiếp rồi đúng không ạ? Nhưng đây là 2.910 tỷ. Nếu như ngày đấy ông ấy vẫn giữ 10% thì khả năng ông ấy có 291 tỷ rồi nhỉ, kinh nhỉ. Nó cũng khó nói, nó cũng khó nói, giống như là mình đầu tư vào một cái gì đó, trong đó là mình cũng niềm tin nó chưa tuyệt đối, thế là mình bán non, nó là bình thường mà, đúng không? Nhưng mà mình hãy nhìn những cái nó xảy ra để mình chiêm nghiệm lại, để sau này nếu có gặp cơ hội nào đó mình nên bình tĩnh, mình phân tích cho nó kỹ vào, không là mình quyết định vội quá sau này mình lại tiếc nuối, có đúng không ạ? Đó, rồi. Và công ty thứ hai đấy, công ty Amazon. Tôi hỏi mọi người một chút nhá, tôi hỏi mọi người một chút này. Apple, ở đây bao nhiêu người thì dùng điện thoại Apple ạ? Rất là nhiều đúng không? Đó, và mọi người biết không ạ? Mình dùng cái này, và tất cả những cổ đông của Apple rất là mong muốn là gì ạ? Lên iPhone 15 và mọi người mua iPhone. Và mọi người càng mua nhiều càng tốt, công ty càng có nhiều doanh thu và càng có nhiều lợi nhuận. Và lợi nhuận càng nhiều thì các cổ đông, đúng không? Họ sẽ lại được chia cổ tức nhiều đúng không? Đó, và đây ạ. Và công ty Amazon, nó là về lĩnh vực thương mại điện tử. Hôm trước đi là bóng, tôi nói chuyện với con em tôi là
Em nghe về thương mại điện tử lâu chưa? Nghe lâu rồi. Nghe về Amazon chưa? Nghe rồi. Anh hỏi em, nghe về Amazon lâu rồi nhưng đã mua cái gì ở trên Amazon chưa? Chưa đúng không? Chưa lập tài khoản, chưa mua gì trên đấy đúng không? Đó, đấy là chưa mua gì đâu nha. Và khi đưa rằng là năm 1994, lúc đấy giá cổ phần của Amazon nó chỉ là 0.00 mấy thôi. Và năm 1997 nó lên sàn ấy, IPO lúc ấy là một cổ phiếu là 1 đô. Và đến bây giờ, đỉnh điểm giá của cổ phiếu của Amazon đã từng đạt là 3.600 đô. Và vốn hóa công ty này, mình đang muốn lấy ví dụ ra một số các công ty là vốn hóa toàn trên 1.000 tỷ thôi. Và công ty này đạt là 1.830 tỷ. Đó, mà trong khi đó ngồi trong căn phòng này mình hỏi nhau là ở đây bao nhiêu người đã lập tài khoản trên Amazon? Tôi nghĩ là chắc không nhiều. Ở đây bao nhiêu người đã bán hàng của mình ở trên Amazon? Chắc tôi nghĩ cũng không nhiều. Đấy là còn chưa nhiều mà nó đã tăng này rồi. Nếu mà trong vòng này chúng ta lại gì ạ? Bán hàng ở trên đó, nếu chúng ta mua ở trên nữa thì tôi nghĩ là giá nuôi nó còn kinh nữa nhỉ? Mọi người đây như cái này không ạ? Nghe mấy chục năm nay rồi nhưng mà vẫn không liên quan. Nó không liên quan đến tao, bởi vì tao có bán hàng gì đâu, đúng không? Có đúng không ạ? Đó, mình xin lỗi nha, mình nói chuyện mình muốn biểu đạt đấy. Mọi người cũng đừng nhìn vào những cái biểu đạt của mình để đánh giá nhé. Đó, chỉ muốn biểu đạt để làm sao cho mọi người nhìn cái bộ dạng mình tí nó đỡ buồn ngủ đó. Rồi, và đây là mạng xã hội Facebook. Và cái người đứng đầu mạng xã hội Facebook là ông Mark Zuckerberg. Chỉ đơn giản ngày xưa kết nối một cái mạng ở trong kỳ đại hòa bớt thôi. Đó, sau đó là ông để ra ý tưởng tại sao mình lại không kết nối rộng hơn với thế giới. Bắt đầu kêu 5 người bạn đến bàn ý tưởng này. Nhưng 5 thằng ấy chỉ có 3 thằng tin thôi đến cuối cùng. Và bây giờ 2 thằng đấy nó tỷ phú giống mình. Và tôi không nhầm thì ông này hơn tôi đúng 1 tuổi. Khi em tập 4. Có nghĩa là năm 2004 lúc ấy ông ấy có 2 tuổi. 20 tuổi. Đó. Và đến bây giờ sao? Ông ấy cũng làm trong top, đó là 5-6 người là tỷ phú đầu nhất thế giới. Ở Mỹ, nó không có giới hạn, giàu có nó không có giới hạn về tuổi tác. Đúng không? Không có giới hạn, đó. Cho nên là tôi nghĩ rằng là gì? Và công ty cuối cùng đó là Tesla. Ở Việt Nam, chưa có một cái xe, tôi nghĩ là chắc chưa có cái xe Tesla đâu. Có chứ nhỉ? Có chưa? Có rồi luôn. Bởi vì mình thấy mấy cái con xe ô tô điện của VinFast thôi, còn là những cái trạm sạc của Tesla dưới hình như mình chưa thấy nó phổ biến. Mọi người ạ, chưa phổ biến đâu mà đã đạt 1.230 tỷ rồi, đã đạt như vậy rồi. Và cái cổ phiếu của Tesla đã từng chạm là 1.000 đô rồi. Và tôi nghĩ rằng là nếu sắp tới mà Tesla và mọi người đây chuyển hết xe ô tô động cơ xăng sang đi ô tô điện của Vin với cả của Tesla nhỉ, thì tôi nghĩ chắc là giá cổ phiếu nó phải mấy nghìn nhỉ? Có đúng không ạ? Thế thì tôi nói những cái điều này để mọi người hình dung là bắt đầu khởi nghiệp nó chỉ là những cái tòa nhà rất bình thường thôi. Những cái kia thành công thì họ, các bạn nhìn thấy không? Cũng giống như cuộc đời của mình vậy thôi. Khi mà lúc mình mới cái nước trên đá ở quê lên thì rất là nhiều người họ có thể nghĩ này nghĩ kia. Đó, nhưng mà sau này mình cũng thay đổi mà. Và đến lúc mình bắt đầu tôi bắt đầu ra mạng, tôi nhìn mọi người và tôi nghĩ là đừng coi thường nó. Có những người chúng nói thế thôi, nhưng người năm sau gặp lại kéo nó kinh khủng đấy. Có mà. Có mà. Cho nên là ok ạ. Ok ạ. Mình nói thế để chúng ta là dạng nhìn nhau, cứ cười với nhau, cứ vui vẻ với nhau đi nhỉ. Biết đâu 10 năm sau chúng ta lại có những cái gì tuyệt vời. Nhưng mà nhớ phải cười với nhau, hãy tươi với nhau. Không nhìn nhau mà lại khó chịu thì tôi nghĩ là lúc đấy chắc chẳng có cái gì để hợp tác đâu. Đúng không? Đó. Rồi. Đấy là câu chuyện của những ông đi thành công rồi. Nó chỉ là tấm gương thôi, nó chỉ là bài học thôi. Nó chỉ là bài học thôi. Đó. Và bây giờ là gì? Tôi nghĩ rằng là cái cơ hội để nó qua với mình rồi. Nó qua mình rồi. Bây giờ bỏ ra 3.600 để mua đến một cổ phiếu của Amazon thì tôi nghĩ là cũng kinh đấy. Cũng khiếp đấy. Đúng không? Đó. Rồi bây giờ mình quay sang câu chuyện của Linh Cài mình nhá. Rồi. Vẫn là trong quá trình mình đang khởi nghiệp thôi. Bắt đầu bây giờ là bắt đầu về thương mại. Đấy, công ty nói rằng bây giờ chúng tôi tập quá sản phẩm xong rồi, chứng nhận xong rồi. Bây giờ các bạn giúp tôi và chúng tôi cũng đang cố gắng để là gì? Nhiều quốc gia đó là gì? Kiếp đầu để xây dựng thương mại. Nhưng mà lúc đầu tôi ngấp, đây là trong cá nhân tôi nhé.
giả sử tôi với cả cô ấy, cô ạ, cô, cháu với cô là đại diện hai lãnh đạo của hai quốc gia đi, đúng không? Tôi thì bảo cô này, cô xem trước đi, cô xem trước đi, đấy, để tôi xem nó như thế nào, đúng không? Thì cô lại nhìn tôi bảo, mày xem trước đi, xem nó có vấn đề gì không? Thế là hai người cứ nhìn nhau là đụng đẩy nhau là ông xem trước đi, thằng bà này bảo bà xem trước đi, đúng không? Giống như ô tô điện đấy. Tại sao anh Tường vừa rồi anh vẫn mua Mazda xe năm? Bởi vì anh Tường bảo thôi chúng mày cứ đi xe điện chán đi đã, xem có vấn đề gì không thì lúc ấy tao chuyển sang tao mua sau, đúng không? Vẫn còn một phần nào đó có vấn đề, đúng không? Và tôi nghĩ rằng là gì, giai đoạn đầu tiên chúng ta mà xây dựng được một hai quốc gia và đầu đi vào thực tế thì tôi tin rằng mọi người nhìn thấy, sơ thấy thì cái niềm tin đấy nó còn tốc độ nhanh hơn cả internet, đúng không? Đấy, cho nên là chúng ta cần phải kiên nhẫn, cần phải kiên nhẫn. Nhưng mà đây câu chuyện đấy, và ngày chủ tịch nói là Tesla từ 2003 đến 2015 mất 12 năm mới ra được mẫu xe ô tô đầu tiên, trong khi đó mình sao 2014 đến 2017 nó khoảng hơn 2 năm mình đã ra được cái mẫu đầu tiên rồi, trong khi đó là gì ạ, của mình là nghiên cứu từ bắt đầu nghiên cứu đi, được không? Trong khi đó là gì, Tesla thì họ chỉ nghiên cứu chủ yếu là về điện thôi, đúng không? Về điện, còn đâu là mọi thứ nó có cơ bản của con sắt trước rồi. Và đến bây giờ là gì ạ, Tesla đến tận bây giờ là nó mới có quả độ 4 mẫu, chính xác là 4 mẫu mọi người nhé. Trong khi đó mình là sao, mình có 14 mẫu. Và đây ạ, đây là cái tòa nhà tôi đang muốn nói với người lúc đấy ạ. Đây là tòa nhà này, văn phòng của mình ạ. Đó là Unica Shipping Technology ạ. Mọi người thấy có tự hào ạ? Có tự hào ạ? Nhìn thế này thôi, bây giờ phải vào tận nơi cơ. Mọi người mới có cảm xúc nó mới mạnh được. Giống như tôi ấy, với tôi nói, vào đây, để vào cái này, đây là tòa nhà mình. Đó, và đây ạ, đây là đội ngũ. Và vừa lúc ấy tôi được vợ của ngài chủ tịch đón tiếp ở cái phòng này và được cặn sách ở phòng này đó. Và là hàng có những hàng năm là tổ chức là gì ạ, của cổ đông trên toàn thế giới đấy ở bên đó đó. Và đây là nhà máy ấy. Đây là nhà máy của mình, đây là đội ngũ kỹ sư và công nhân ở trong nhà máy. Và chúng tôi được vào đây nhưng chúng tôi không được chụp ảnh. Vào đây thì nhà máy thứ nhất và nhà máy thứ hai là gia công và có những cái máy ngắt nhất thế giới. Và nhà máy thứ ba là nhà máy lắp ráp hoàn thành sản phẩm. Và cái tàu 25 chỗ lúc chúng tôi sang hay là xong rồi đó, nhưng mà để vận chuyển sang UAE thì nó khá là vất vả mọi người, nó khá là vất vả đó. Đây là cái tàu 25 chỗ đấy. Và rất là may là toàn bộ của mình là bằng trí tuệ nhân tạo, là điều hành bằng điều khiển hết nhé mọi người nhé. Đó, và đây là hình ảnh là toàn bộ cái công viên Eco Technopark của mình ở bên Belarus, 36 hectare. Còn đây là bên trung tâm thử nghiệm Sara của mình. Đây là đường cao tốc ở ngoài nhé, bên này đó là đại học Sara. Còn ở mé bên này ấy, là giai đoạn 1 của mình mới là hoàn thiện các tuyến đường. Đó, và khi mình hoàn thiện và mình thương mại và mình có tiền là bắt đầu mình sẽ là việc xây dựng nhà máy ở đây luôn, để đáp ứng cái nhu cầu các thứ ở đây luôn, chứ không phải là cứ mỗi một lần là để, lúc đầu là mình sẽ vận chuyển tàu các thứ ở bên kia sang, nhưng về lâu dài là chúng ta sẽ sản xuất trực tiếp ở quốc gia đó luôn. Đó, và chúng ta sẽ xây dựng 4 học viện ở đây. Và bây giờ là gì ạ, chúng ta đang chờ đợi là tháng 4 này là cái đường ray số 4 của chúng ta bắt đầu là sẽ khánh thành tàu 25 chỗ chạy trên đó. Đây vừa rồi là gì ạ, trong vòng 8 năm chúng ta có 14 mẫu tàu đây, từ là gì ạ, nội đô đến cao tốc và đến vận tải hàng hóa đó. Và câu một cái câu ở đây mà tôi muốn trích ra ngay chủ tịch đang, nếu mà chúng ta mà nghiên cứu về ngày chủ tịch thì nó là một kho tàng cực kỳ lớn, nhưng có một câu mà ngài mới, đó là gì, ngài nói rằng là sau tất cả chúng tôi không rằng ngoài sứ mệnh môi trường, có là không chỉ thực hiện về sứ mệnh môi trường nữa, mà ngài nói rất là rõ là công ty còn có nghĩa vụ đối với tất cả các nhà đầu tư của mình, họ sẽ có thu nhập, anh chị ạ. Khi mà tôi vào nhà máy ở bên Belarus thì có phó giám đốc của nhà máy luôn nói với chúng tôi là bây giờ chúng tôi bắt đầu có đơn hàng thôi, có đơn hàng ngoài ấy, nhưng mà chúng tôi luôn biết ơn các bạn, bởi vì trong cái quá trình trước đó, đó là khi mình sản xuất và mình phục vụ cái công viên thử nghiệm mình chưa có lợi nhuận ấy, thì chúng tôi vẫn phát triển được, đó là đến từ nguồn vốn của các bạn. Và cái thứ hai là khi chúng tôi đến UAE, đến Dubai,
thì chúng tôi luôn nhận được cái sự biết ơn, sự trân trọng của Ngài đối với tất cả chúng tôi. Và Ngài nói rằng là biết ơn tất cả các bạn với cái sự đóng góp nhỏ của tất cả mọi người đã giúp cho tập đoàn gần như hoàn thiện được tất cả các đầu mục đó. Cho nên là khi mình sang đấy mình được thực tế, và tôi nghĩ rằng là nếu mình không đầu tư đúng thì chắc chắn là mình sẽ không được lãnh đạo công ty, mình không được là diện ngàn của mình đón tiếp mình một cách nhiệt tình như thế, có đúng không ạ? Đó, cho ok ạ. Và đến tận đây thì tôi nghĩ là hôm nay khách mời mới thì gần như là có phần lớn chúng ta là nhà đầu tư. Và định vị của tôi nó là gì ạ? Là nói chuyện với mọi người là đầu tiên là về tư tưởng đầu tư đúng và giáo dục đầu tư. Như thứ hai là để chúng ta đầu tư một cái thứ giá trị với số tiền nó nhỏ để có thể giúp chúng ta có thể đột phá về tài chính, thì chỉ có một cách duy nhất, đó là đoạn 7 đây, đó là đoạn 7 thời gian. Đoạn 7 thời gian mọi người ạ. Mọi người thì hiểu mình câu này, đó là đoạn 7 thời gian. Đó, cho nên là bây giờ thì Mỹ cũng nhiều lúc Mỹ thấy là cộng đồng của chúng ta lớn không phải do tôi giỏi hay là do một số anh chị em giỏi, mà do cái công nghệ của chúng ta nó quá đặc biệt, và do ngài của chủ tịch của chúng ta quá đặc biệt, cho nên nó mới chạm được đến mọi người như vậy, đúng không? Đó, và bây giờ thì Mỹ nghĩ rằng là Mỹ đang có cái tư tưởng rằng là tại sao là chỉ Việt Nam, mà khi cái chuyến đi vừa rồi tôi đã được gặp rất là nhiều cổ đông tâm huyết từ 2014 từ các quốc gia như Tây Ban Nha, như Afghanistan này, rất là nhiều quốc gia luôn. Và bắt đầu mình có suy nghĩ rằng là mình không chỉ với các cộng đồng Việt Nam nữa, bắt đầu mình có tư duy đó là gì? Muốn có những đối tác ở nước ngoài, ở quốc tế. Có thể là ngoại ngữ của mình hơi hạn chế, nhưng mình sẽ tìm cách khác, và mình tin rằng mình có kinh nghiệm trong nhiều năm ở lĩnh vực như này đó. Và thời gian của tôi hết rồi, nhưng mà tôi cũng muốn là một hai phút nữa mình cũng muốn là giới thiệu một hai chị em, một hai đồng chí mà tôi đang làm việc và tôi đang hướng dẫn. Họ là người không phải người Việt Nam, và cái người đầu tiên mình muốn giới thiệu đây, bạn ấy dành khoảng 2 phút giới thiệu bản thân. Và trong tương lai thì cũng mong muốn rằng là đây sẽ là một cái tạo động lực cho bạn ấy, cảm hứng cho bạn ấy, để thời gian tới bạn ấy có thể yêu và phát triển những cái mạnh mẽ hơn ở công nghiệp Việt Nam, ở quốc gia của bạn ấy, có được không ạ? Rồi mời bạn nói đi. Ok. Rồi, trả tay cho bạn qua đi nhỉ. Xin chào. Hello everyone. So not many of you know me, so let me introduce myself. My name is Wadi, I'm from Tunisia. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Có rất nhiều người ở đây không biết tôi là ai, và tôi xin phép giới thiệu tên. Tên của tôi là Wadi và tôi đến từ đất nước Tunisia. I have a degree in economics management, and I worked in a bank in my country. Ở đất nước của tôi thì tôi tốt nghiệp ngành quản lý kinh tế, và tôi đã từng làm việc trong một ngân hàng. So I know this job did not make me rich. As you know, guys, we all have a dream to be rich. Okay. Và tôi biết rằng là làm việc ở một ngân hàng thì chắc chắn là sẽ không thể làm cho tôi trở nên giàu có được. Và I followed my ambition, and it's time to leave my country and come to here to teach. Và tôi đã đi theo cái tiếng gọi của cái ước mơ của mình là trở nên giàu có, và tôi đã quyết định là rời khỏi đất nước của mình và đi đến một đất nước khác để tìm kiếm một cơ hội mới. And waiting for the moment, waiting for my chance. Someday I woke up, and then was a voice in my mind said, maybe not today, maybe not tomorrow, or maybe not next month, but one only thing is true, only thing is true. You will be rich, I'll be rich, I promise. Và khi mà quyết định sang Việt Nam thì tôi là một giáo viên,
Nhưng mà đó chỉ là cái công việc để tôi chờ đợi cái cơ hội của mình mà thôi. Và một ngày rất là đẹp trời, tôi thức dậy và có một cái tiếng nói từ trên vũ trụ gửi đến cho tôi, và tôi nhìn vào gương và nói rằng là cái tiếng nói đó nói với tôi rằng là không phải là, có thể không phải là ngày mai, có thể không phải là ngày hôm nay, nhưng chắc chắn một điều là bạn sẽ trở nên giàu có. Then I got a call from Rosie. She says, where are you, Vadim? I'm at home. Can you come to here? I want to talk with you about your business. Okay, are you coming? Ngay buổi sáng hôm đó thì anh qua đi, anh nhận được một cái cuộc điện thoại từ một người phụ nữ, tên của cô ấy là Rosie, mà chính là tôi ạ. Tôi nói với anh ấy là Wadi, mình có muốn đang muốn nói chuyện với mày về một công việc kinh doanh, và bạn ấy đã rất là sẵn sàng và bạn ấy nhận lời, và sáng ngày hôm đó chúng tôi đã gặp nhau. So I went to her and she told me about this company. So actually I like this new technology, you know. I asked some friends, some engineers friends, and I did some research in all of the Google on internet, and actually I surprised by this high performance technology. Và hôm đó chúng tôi đã gặp nhau và tôi giới thiệu cho Wadi về công nghệ UST của chúng ta. Và anh Wadi cảm thấy rất là tuyệt vời, cảm thấy rất là ấn tượng bởi vì công nghệ này. Và anh ấy đã đi tìm và hỏi những người bạn làm kỹ thuật của anh ấy, và cũng đã lên trên mạng tìm kiếm rất là nhiều các thông tin về công ty của chúng ta. Và sau đó thì anh cảm thấy đây là một công nghệ rất là tuyệt vời. So I found this company, this is speed safety, this is security, this is accessibility, this is high environment friendliness, this is the new future of the world, you know. Và anh thấy rằng đây là một cái công nghệ rất là tuyệt vời cho tương lai của chúng ta. Một công nghệ thân thiện với môi trường, tốc độ cao, tính an toàn, tính bảo mật, và tất cả những cái gì tuyệt vời nhất được tích hợp trong cái công nghệ này. So, let me tell you something, guys. We all in this place, we have a dream, you know. We have a dream. Và hãy để tôi nói với các bạn một điều này ạ. Có phải là tất cả các bạn ở đây chúng ta đều có một ước mơ đúng không ạ? This dream want to be rich. We all want to be rich. Okay, but this dream without belief, you know, and without a plan, still dream. Và ước mơ của chúng ta là đều, tất cả chúng ta đều có một ước mơ, đó là tất cả chúng ta sẽ trở nên giàu có. Nhưng mà cái ước mơ đó nếu như không có kế hoạch, nếu như không có hành động, thì cái giấc mơ đó cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. So, thank you. So, this is our plan to get rich. This is our chance. This is our faith. This is our dream, yeah. This is our Skyway community future. Believe that. I promise. Thank you. Và đây chính là cơ hội của chúng ta. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Đây là niềm tin của chúng ta, và đây chính là tương lai của chúng ta. Đó chính là Skyway community. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Ok, chúng ta dành cho Wadi và Trạng Anh. Ok ạ, một chút như vậy tôi là cũng bị hơi đốt cháy thời gian của mọi người đấy, xin lỗi mọi người nhé. Đó, đây là bạn Wadi. Và cái thứ hai là có một người nữa, đó là bạn Wadi ở Campuchia. Và sắp tới là tôi cũng sẽ phát triển ở thị trường bên Campuchia nữa. Một tráng đây cho bạn Wadi. Bạn Wadi đi. Mời bạn đi ạ, để cho mọi người. Ok, rồi ok, chúng ta sẽ cho bạn đi.
Rồi, ok. Dạ vâng, xin quý vị một tràng tay thật lớn ạ. Rồi, mọi người ơi, đến đây là hết ạ. Chúc chúng ta có một cái buổi hôm nay là thành công viên mãn ạ. Cảm ơn rất nhiều. Dạ vâng, xin mời anh nhắn lại sân khấu ạ. Thưa quý vị, chúng ta thấy có tuyệt vời không ạ? Xin dành một tràng tay lớn hơn nữa. Và xin chào quý mời lên sân khấu. Đó chính là Topic Plus. Mai Viết Anh sẽ có lá hoa tươi thắm để tặng tới anh Vương Triệu Vĩ ạ. Xin được xin chào kính mời. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vỗ tay lớn hơn nữa được không ạ? Vâng ạ. Xin được cảm ơn một lần nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón hai nữ ca sĩ của chúng ta với nhạc phẩm Tình Đơn Phương. Một tràng tay lớn hơn nữa để chúng ta cùng chào đón Huyền Lady và Kim Vân. Xin mời ạ. We'll be right back.
chương trình. Chúng tôi xin mời lên đây một cổ đông vô cùng tâm huyết với tập đoàn Onisky. Anh là một người có nghị lực rất là lớn, đã một mình xây dựng sự nghiệp cho mình. Và trong anh thì luôn có một tình yêu khát khao về sự thành công. Chính vì thế anh đã dành rất là nhiều thời gian để kinh doanh và phát triển nhiều công việc khác nhau mà chưa nhận được những kết quả xứng đáng. Vì khát khao thành công lớn nên anh đã may mắn gặp được cơ hội đầu tư góp vốn cùng công nghệ Onisky. Kể từ đó anh đã dành trọn thời gian để thực hiện sứ mệnh của mình và giúp đỡ những người xung quanh cùng với ngài chủ tịch xây Onisky giải cứu hành tinh. Và ngày hôm nay anh đã cho phép mình có mặt tại trung tâm đổi mới công nghệ tại Sala để trải nghiệm con tàu Onisky. Ngày hôm nay anh sẽ xuất hiện trên sân khấu này để chia sẻ cho quý cổ đông những trải nghiệm và thông tin thực thấy của anh. Và chúng ta không quên nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chào đón anh. Có rất nhiều cô chú chị là lần đầu tiên chiến được biết đến và may mắn được gặp gỡ. Và bản thân Tiến cũng muốn giới thiệu một chút về bản thân. Chiến tên đầy đủ là Đào Duy Chiến, Chiến sinh năm 1980 và quê gốc của Chiến ở Hưng Yên ạ. Ở đây trong căn phòng có những cô chú nào, anh chị nào ở Hưng Yên ạ? Rất tuyệt vời ạ. Dạ. Bản thân Chiến hiện tại là cổ đông và là nhà đầu sở hữu công nghệ UT. Và bản thân Chiến cũng đã chia sẻ và lan tỏa cơ hội này cho rất nhiều người đã biết đến và đầu tư cũng đồng hành sở hữu công nghệ. Và với trách nhiệm là một nhà đầu tư, một nhà đồng sở hữu và cũng trách nhiệm với những người mà mình đã chia sẻ về cơ hội hiếm khai, bản thân Chiến đã cho phép mình và mong muốn khách tham một lần được sang trung tâm chứng nhận thực nghiệm của công nghệ của hiếm khai tại Sara. Và đó là lý do Chiến có mặt trong cái chuyến đi sang trung tâm chứng nhận thực nghiệm tại Sara trong ngày 10 đến ngày 15 vừa rồi. Và trong 5 ngày trải nghiệm tại Sara tại UAE thì bản thân Chiến thực sự làm choáng ngợp với những thành tựu và những cái sự đẳng cấp của Dubai. Và có ở Dubai có rất nhiều cái nhất ạ. Thứ nhất là đó là tòa nhà đẳng cấp và cao nhất thế giới, trung tâm thương mại lớn nhất thế giới và khu thánh đường Hồi giáo đẹp nhất thế giới và rất nhiều các đất nhất trong đó. Và đặc biệt ở Dubai, ở UAE, đó là trung tâm hành chính, đó là trung tâm về công nghệ, đó là trung tâm về tài chính kinh tế của thế giới. Và một điều đặc biệt nữa, chính phủ Dubai, chính phủ quốc vương của Dubai hoặc quốc vương Sara, ông đã ủng hộ rất là mạnh mẽ cho công nghệ Onisky. Và chúng ta thấy rằng công nghệ chúng ta đã quá đẳng cấp rồi đúng không ạ? Và lại được do tay nhà giàu đánh bóng nữa thì chúng ta thấy rất tuyệt vời, tuyệt vời ạ. Vâng. Và trong lưu trình 5 ngày đó, bản thân Chiến ngày thứ tư được rất là may mắn được vào trung tâm chứng nhận thử nghiệm tại Sara và được tận mắt chứng kiến và được trải nghiệm trên con tàu Onisky. Và thực sự là thấy là vô cùng đẳng cấp ạ. Và công nghệ con tàu Onisky của chúng ta là con tàu hiện đại và hoàn toàn là tự động hóa và cái độ an ninh của nó là cực kỳ tuyệt vời. Và chiến được trải nghiệm trên tàu thì cực kỳ êm ái. Và một điều đặc biệt nữa là bản thân Chiến này rất là may mắn và một cái điều mà Chiến vẫn tâm huyết trong nào rất từ lâu là mong muốn gặp được nhà sáng lập, gặp được ngài chủ tịch. Một người, con người và bản thân Chiến cực kỳ là ngưỡng mộ và cực kỳ là kính yêu. Và trong cái buổi sự kiện hôm đấy, bản thân Chiến đã được gặp ngài và đó là một cảm xúc thật sự là vỡ òa. Và khi mà gặp ngài chủ tịch, được ngài chia sẻ và được cảm nhận được cái tình cảm của ngài, và một điều mà Chiến cực kỳ tâm đắc đó là ngài luôn luôn nói rằng bản thân tôi và tất cả những nhà đồng sở hữu, những người đã phát triển công nghệ này luôn luôn biết ơn và cảm ơn từ tận đáy lòng tất cả những người mà đã tin tưởng đồng hành và góp vốn cùng tôi ở giai đoạn đầu. Đó là tất cả chúng ta, xin chúc mừng chúng ta. Và bản thân Chiến cũng được ngài chia sẻ rất nhiều
về cái công nghệ, rồi chia sẻ rất nhiều về cái định hướng phát triển trong tương lai tập đoàn. Mình thấy rằng cái sự đầu tư của mình cùng tất cả những anh chị em cổ đông đã đóng góp và đồng hành cùng ngài trong thời gian vừa qua, nó hoàn toàn là vô cùng giá trị ạ. Và Chiến Công Nghiệp một điều tiếp tục sẽ phấn đấu và lan tỏa cái giá trị này cho rất nhiều người ở Việt Nam biết đến cơ hội đầu tư nước cây. Và Chiến cũng muốn truyền tải thông điệp đến tất cả các quý anh chị là nếu mà chúng ta thực sự yêu thích công nghệ và có trách nhiệm với khoản đầu tư của mình thì hãy dành thời gian công sức để tiếp tục lan tỏa giá trị này và cũng cho phép mình có cơ hội được trải nghiệm tại trung tâm chứng nhận thử nghiệm tại Sara trong sự kiện đại hội cổ đông Invest sắp tới ạ. Và lời cuối cùng, chị xin gửi lời biết ơn và cảm ơn sâu sắc nhất đến ngài Anatoly Yuki, một người nhà khoa học vĩ đại đã dành thời gian tâm huyết cả cuộc đời mình để nghiên cứu ra công nghệ Yokai và đã dành cơ hội cho tất cả chúng ta. Và người thứ hai chúng không quên cảm ơn đó là thuyền trưởng Triệu Tâm, người đã đem công nghệ này về Việt Nam và trao cơ hội cho rất nhiều người ở Việt Nam, sẽ giúp rất nhiều người trở nên giàu có và thịnh vượng. Và thứ ba chính luôn luôn biết ơn và cảm ơn môi trường Tiệm Chiến Lược và đặc biệt là thuyền trưởng Nguyễn Thị Bí của Tiệm Chiến Lược đã là môi trường để giúp cộng đồng nhà đầu tư cũng như là những anh em tâm huyết có một lơi để có thể làm việc, cống hiến và lan tỏa giá trị Yokai. Và một điều đặc biệt nữa là chị xin gửi lời cảm ơn và biết ơn trân trọng và mượn cái tay của chú chị gửi lời cảm ơn đến bạn Mai Quyết Anh là người đã chia sẻ cho chuyến cơ hội này và đồng hành đến trong suốt thời gian quen. Và chị cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những anh chị em là những cổ đông, những nhà đầu tư đã đồng hành cùng Chiến và tin tưởng Chiến trong suốt thời gian qua, và những anh em đó luôn luôn ở sát cánh với Chiến cùng nhau phấn đấu phát triển sự nghiệp nước ta. Và xin gửi lời cảm ơn tất cả các quý chị hôm nay đã nghe. Xin em ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và tiếp theo chương trình, tôi xin mời lên sân khấu một con người vô cùng luôn ấp ủ những giấc mơ giúp cho những người nghèo có cuộc sống tốt đẹp hơn. Một con người đã đặt ra bất cứ mục tiêu gì thì không bao giờ là không hoàn thành cả, anh chị ạ. Và với sự nhiệt huyết, tình yêu cao cả vào công nghệ Unisky cùng với ngài chủ tịch, nên anh đã đặt cho mục tiêu cho phép mình đặt chân sang UAE để trải nghiệm con tàu Unisky. Và anh muốn chứng minh cho mọi người thấy được một điều rằng những gì anh đang làm là chính xác, dám nắm bắt sở hữu cổ phần của tập đoàn công nghệ Unisky. Và chúng ta không quên nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chào đón sự trở lại sân khấu của anh Ngọc Quý ạ. Lời đầu tiên cho phép em Ngọc Quý xin gửi đến toàn thể lãnh đạo của chị Vĩ cùng toàn thể các tốt, các quý cổ đông cùng tất cả mọi người lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Em Quý xin giới thiệu đôi chút về em Quý. Thì thực ra thì trong đây thì em Quý cũng có cơ duyên biết được một số anh em, các cô chú anh chị, nhưng mà cũng chưa biết được các cô chú anh chị. Nên em Quý xin tự giới thiệu là em Quý tên thật là Nguyễn Ngọc Quý, sinh năm 1981, quê ở Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định. Không biết trong khán phòng này có ai ở quê hương Nam Định với em Quý không ạ? Thì chúng ta giơ tay. Vâng, cảm ơn các cô chú rất là nhiều. Em xin giới thiệu về cái cơ duyên mà biết đến công nghệ Unica. Thì thực ra thì em Quý sinh ra có cái cơ may là được 4 đời làm nghề lông,
Nhưng mà trước khi mà biết đến cơ hội Unica, vì chỉ biết là bộ trưởng đâu, khi thực ra khi trong lòng em Quý luôn có khao khát được thoát ra cái cảm buổi đầu tiên cho mình nghèo đi được. Nhưng mà khi em Quý tìm hiểu thì bắt đầu là thấy công nghệ vô cùng tuyệt vời. Và thật sự khi mà mình hiểu như thế thì mình dùng toàn bộ cái tâm sức của mình vào đó. Thì không biết các cô chú anh chị ở trong này có như em Quý không? Cùng phòng với mình thì họ lại không? Họ lại không? Các anh chị ạ, thật sự Quý ngồi, Quý sáng ngồi thì sáng đến tối, đến 11 giờ đêm tìm hiểu cái cơ hội, cứ vào những buổi Zoom ấy, thậm chí còn phải mở cái bóng đèn con ấy, coi như là mình để cho mọi người còn nhìn thấy cái mặt mình sẽ tắt đi thì nó tốn. Còn người bạn cùng phòng thì cứ đi lại lại, cứ ngồi đấy mà chờ giàu. Thật sự chính người bạn của Quý đang ngồi cùng với kia. Thì khi mà Quý chỉ nói là Quý là người đạo Công giáo, Quý chỉ có nói câu này ở trong cái kinh đạo Công giáo, con nói câu này: việc thầy là ngươi không hiểu thấu, nhưng sau này ngươi sẽ hiểu. Khi đó Quý chỉ nói với lại với cái người mẹ vợ của mình này: việc cách nào em không hiểu thấu, nhưng sau này em sẽ hiểu. Vâng, xin quý cô chú cho em một tràng pháo tay nữa ạ. Vậy thì từ lúc đó đi thì cũng không may cho nhà Quý. Cái tháng Quý đầu tư vào tháng cuối 26 tháng 11 năm 2021, thì đến cái tháng 3 năm 2022 thì gia đình không may bị con Covid nó ập đến. Cũng là lúc cánh cổng của nhà mình căng dây không được ra ra. Thì mọi sinh hoạt chỉ trong cái ngôi nhà đó thì có người vợ cùng nằm cùng phòng đó. Thì các anh chị đợt đó có một chuyến đi Dubai, thì các anh chị bắt đầu truyền những cái thông tin từ Dubai về. Thì lúc đó người vợ nghĩ là anh đang đồng hành với lại cái tập đoàn này tiềm năng và nó có thật. Từ lúc đó coi như là người bạn đó lại còn máu hơn Quý nữa. Thế là đi lan tỏa cái cơ hội này cho mọi người. Cứ nhìn thấy mọi người đi làm hay gì đấy, bà có muốn giàu không? Thì họ chỉ biết là tôi muốn giàu. Thế là Quý cái đó là cập nhật đưa chia sẻ những cái thông tin này cho họ. Thì coi như là họ cũng dĩ nhiên cũng có người đồng hành, có người không, nhưng mà cũng may mắn cũng rất là nhiều người được đồng hành. Qua đó thì Quý cũng có mượn một chút tiền của ông bà ông nội, thì cũng đến cái lúc là phải trả. Quý không hiểu, nhưng Quý cô nói với ông là con không có tiền con trả bố mẹ thời điểm này, nhưng mà Quý đã đầu tư tất cả những số tiền đó vào cho bố mẹ rồi. Thì Quý chỉ nói là 3 năm nữa con sẽ dừng lại, nếu mà coi như là chờ còn bây giờ con không có đâu. Thì cái dịp cũng về vào cái dịp tháng 7 năm ngoái, team chiến lược tổ chức 1.000 người, Quý có mời được bố của Quý đi, và thế là ông cũng đã nhận được đồng hành. Chả biết về nói với bà thế nào, có tí vàng hôm sau đưa hết cho Quý luôn, để cùng coi như là đồng hành với ngài chủ tịch, để coi như là xây dựng cái hành tinh xanh này. Và trong cái tháng 9, tháng 10 thì anh chị là có cái chuyến đi Dubai, đi bên Belarus. Khi về thật sự trong lòng Quý rất là khao khát và ước mơ sẽ có một lần được ngồi và trải nghiệm con tàu như thế. Mà khi các anh chị về tới nhà thì bắt đầu bên tập đoàn có chương trình coi như là tháng 2 tổ chức đi Dubai. Thì Quý không nhớ không nhầm là trong team chiến lược có Quý và bạn Mai là người đứng tiên phong xin đăng ký trước, mặc dù chưa biết nó như thế nào, thật sự chưa biết như thế nào, nhưng mà cũng nghe được tất cả các anh chị ở trong đã từng coi như là chia sẻ, và người thành công thì nhận kết quả trước. Rồi thì Quý cũng liều một lần cũng nhận luôn. Thế là Quý quyết định sẽ đăng ký chuyến đi Dubai. Thế là sau cũng trải qua những cái lúc mà mình chia sẻ, và cũng rất là may mắn coi như là Quý có được cái đường đi Dubai là khi tập đoàn gửi cái thông báo về cho Quý. Thì lúc đấy trong Quý cảm thấy vỡ hòa là mình có cơ hội đến đó rồi. Và đúng thật sự coi như là cái chuyến đi tháng 2 vừa rồi, Quý hiện giờ không nhớ được một cái, nhưng mà có cái lại cái
nói ra được câu nói của ngài chủ tịch quý quý sao bên đấy được trải nghiệm và ôm ngài chủ tịch ngồi con tàu. Mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc các anh chị ạ. Vì tại sao? Vì bao nhiêu ngày mình mơ, mình đợi, mình khát khao nay đã trở thành hiện thực. Và quý tâm đắc nhất câu nói của ngài chủ tịch, có nghĩa là tất cả nhiều những cái, nhưng mà quý tâm đắc nhất vì quý phải ghi ra đây, nhớ quý có nói sai thì không thể truyền tải lại để cho anh quý cho các anh chị, mà có thể có như là mỗi người nghĩ một cái khác ra. Ngài có nói là năm 2019 con tàu chính quốc vương và phu nhân đã ngồi và thử nghiệm tại trung tâm thử nghiệm tại Sara, mà quý có cơ duyên được vừa rồi cùng với các anh chị được ngồi trên đó. Và sau đó đã có 50 bộ trưởng các nước đã chạy và thử nghiệm, và trong đó có một bộ trưởng công nghệ Brazil, ông ý là bộ trưởng công nghệ vũ trụ, đấy là ngài chủ tịch. Và đã có hơn 100 thị trưởng to nhỏ đã từng coi như là chạy con tàu này. Vậy thì các anh chị có thấy là một cái công nghệ của chúng ta tuyệt vời như thế không ạ? Có những chính quốc vương của Dubai và những người coi như là thị trưởng cùng với lại các bộ trưởng ngồi trên đấy. Thì chúc mừng tất cả chúng ta ạ. Vì chính những người đó là những người coi như là đã ngồi con tàu đó rồi, thì lý do gì chúng ta lại không coi như là sở ý mà không đồng hành cùng ngài chủ tịch để đem công nghệ này sớm lên giải cứu hành tinh ạ. Một lần nữa thì một cảm ơn tất cả anh chị. Vì thời gian không có dài thì quý cũng vô cùng biết ơn thị trưởng Phương Triệu Thông đã biết đến và đưa cơ hội này lan tỏa cho tất cả những người dân Việt Nam. Và quý cũng vô cùng biết ơn thị trưởng quý xúc động quá. Vâng, quý vô cùng biết ơn lãnh đạo Phương Triệu Vĩ, lãnh đạo Quỳnh cùng toàn thể anh chị em các tốt đã cho quý cái cơ hội được rơi vào những cái nhóm để quý có cơ hội phát triển bản thân. Và quý cũng thật sự đặc biệt cũng xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Viết Anh. Chính lãnh đạo Viết Anh là những người dìu dắt quý ngay từ nhỏ. Các anh chị biết rồi, khi biết đến cơ hội Unica này không đơn giản mà mình coi như là đứng vững được. Đã chạm quý đã từng rất nhiều người nói quý là lừa đảo đủ mọi thứ, nhưng mà với cái quyết tâm, với cái lòng yêu công nghệ, quý sẵn sàng đứng vững. Và vừa rồi chính quý có cơ hội được sang bên Dubai, hiện giờ họ về tự nhiên họ cảm thấy như kiểu là mình nói cái gì là sai với họ. Nay quý đã chứng thực. Và quý cũng cảm ơn biết lãnh đạo Viết Anh đã dìu dắt quý ngay từ những lúc đầu bỡ ngỡ. Và cũng chính vì ngay lãnh đạo Viết Anh nên là lãnh đạo Viết Anh đưa ra tất cả mọi cái chương trình video thì quý đều nhận được hết. Cảm ơn lãnh đạo Viết Anh rất là nhiều. Và qua đó quý cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em trong lãnh đạo lòng cốt, và cảm ơn đặc biệt nữa là những anh chị em luôn đồng hành với quý âm thầm đã cùng với quý hỗ trợ quý để quý có được cái buổi đứng chia sẻ hôm nay. Và cũng biết ơn người vợ cũ hỏi đã nhận ra rồi. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị rất nhiều. Em xin bắt đèn chúc mừng anh với những gì đã đạt được. Một tràng tay lớn hơn nữa dành cho anh quý ạ. Với ạ, xin cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị thân mến, giờ khắc này chúng tôi cũng muốn quý vị đồng hành trong giây phút chúng ta sẽ vinh danh đó là 15 leader xuất sắc của chúng ta. Thưa quý vị, trong sự kiện đặc biệt này chúng tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi được gọi tên, sướng tên 15 leader của chúng ta rất là xuất sắc trong năm 2022, đã đạt được rất là nhiều thành tựu lớn trong vai trò là nhà đầu tư và đối tác phát triển cho Quý Skywards Community tại thị trường Việt Nam. Vâng ạ, và khi Tuấn Anh sướng tên thì xin mời quý vị dành những tràng tay thật lớn để cùng chào đón họ lên sân khấu. Đầu tiên, trân trọng kính mời Đào Duy Chiến ạ. Xin mời. Xin mời anh. Tiếp theo là MC xinh đẹp của
chương trình chúng ta Nguyễn Thị Vui. Tiếp theo một tràng tay lớn hơn nữa để chúng ta cùng chào đón anh Đinh Văn Trung. Xin mời leader Đinh Văn Trung ạ. Và tiếp theo chúng ta cùng dành tràng tay lớn hơn nữa chào đón lên sân khấu leader Phạm Thị Thu Trang. Tiếp theo là leader Nguyễn Ngọc Quý ạ. Xin mời anh Quý về lại sân khấu ạ. Tiếp theo leader Nguyễn Thị Huyền. Vâng ạ. Tiếp theo là leader. Đó chính là leader Nguyễn Công Thuận. Xin chào một tay lớn hơn nữa dành cho leader Nguyễn Thị Việt. Xin mời leader Nguyễn Thị Diệu. Xin mời leader Lê Văn. Xin mời leader Lều Văn Thang. Xin mời leader Trần Thanh Tùng. Và ngay bây giờ thì xin trân trọng kính mời Topic First, Mai Viết Anh cũng như Diễm Quỳnh sẽ lên chào Hoàng và chuyển lưu niệm cũng như cúp cho các leader xuất sắc 2022. Tất cả các câu hỏi đầu tiên của chúng ta đến các bạn. Được làm quen, tiếp xúc với rất nhiều những con người mà Trang thấy rằng họ là những người lớn
Hương, tôi Trần Thị Quỳnh hay là tôi Minh Tuyến. Một người thầy của Trang nói rằng hãy nhìn xa hơn, hãy nghĩ xa hơn những gì bạn nhìn thấy. Và khi mà mình biết được điều đó, bản thân Trang thì cũng là một người xuất phát rất là bình thường, làm công ăn lương, sau đó rồi cũng ra nước ngoài làm việc. Thế nhưng mà thấy rằng là cuộc sống của mình nếu như cứ bước qua một cái vòng tuần hoàn như vậy thì mình cũng sẽ giống như bao nhiêu người khác, không có sự được sự đột phá. Và cơ hội đến với Unikai thì Trang cũng chỉ là một nhà đầu tư bình thường với cái mong muốn là ở đây có thể giúp cho mình ích lên rất rất nhiều tài sản. Nhưng mà khi đồng hành cùng với Unikai và trở thành người làm chương trình đối tác cho Unikai thì Trang hiểu được mình có một cái sứ mệnh to lớn hơn thế. Đó là gì? Đó là với thời đại công nghệ 4.0, hoàn toàn những con người bình thường có thể trao đổi được, là có thể kết nối, có thể hòa nhập với thế giới bên ngoài kia, thế giới của những người giàu, thế giới của những người mà phải có tiền mới bước chân vào thế giới đầu tư đấy. Và mình học được điều đó, mình hiểu được điều đó, và mình cũng mong muốn được là rằng là những người xung quanh mình hiểu được cái giá trị rằng với thời đại bây giờ, thời đại công nghệ 4.0, chúng ta hoàn toàn có thể từ những đồng tiền nhỏ bé đó mà vươn lên trở thành những người giàu có nhất. Và với cộng đồng Unikai thì Trang cảm thấy rằng là mình vô cùng may mắn, vô cùng hạnh phúc. Bởi vì ngày trước Trang rất là một người bình thường. Nếu mà để nói đứng lên sân khấu phát biểu như này thì Trang nghĩ rằng là mình không có khả năng làm điều đó. Hoặc là nói chuyện với mọi người, hoặc là làm các chương trình Zoom thì Trang nghĩ là mình không có khả năng làm điều đó. Tuy nhiên với cộng đồng Unikai, nơi mà mình được phát huy được hết khả năng con người của mình, nơi mà mình được kết nối mọi người với nhau, nơi mà chúng ta đều là những người mong muốn cho nhau và đều mong muốn rằng là giúp công nghệ này thành hiện thực, và khi đó thì chúng ta đều trở thành những người giàu có và mang lại giá trị lớn cho xã hội. Và rất là biết ơn, vô cùng biết ơn người đã mang công nghệ này về với cộng đồng tại Việt Nam, đó là thuyền trưởng Triệu Tâm. Cũng Trang cũng vô cùng biết ơn những người đồng hành của mình, những người mà Trang thấy rằng ở trong họ toát lên một sứ mệnh lớn, và từ cái sứ mệnh lớn đấy họ dìu dắt những con người đi theo họ, cũng tạo dựng một cái sứ mệnh lớn tiếp theo. Đó là những topic person, những người thuyền trưởng, những leader lớn của chúng ta, và chúng ta có thể dành cho nhau một tràng pháo tay được không ạ? Và một ngày Trang tin chắc chắn rằng một ngày không xa nữa, những con người đang ngồi đây, khi công nghệ này thành công, như Viết Anh nói rằng là có thể năm nay người ta không nhìn thấy mình, nhưng sang năm người ta sẽ để ý đến mình, sang năm nữa người ta sẽ nhìn thấy mình. Và Trang tin chắc chắn rằng tương lai đó sẽ không xa đối với chúng ta. Và đó là chia sẻ cảm nhận của Trang về công nghệ Unikai cũng như làm chương trình đối tác của Unikai. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin cảm ơn chị Trang rất là nhiều. Chúc mừng chị Trang và chúc chị năm nay đột phá hơn nữa nha, chị Trang. Dạ, xin thầy chị một tràng tay mời trở lại sân khấu, đó là leader Đinh Văn Trung. Xin mời ạ. Dạ vâng ạ. Cảm ơn MC Tuấn Anh xinh đẹp và đẹp trai. Thời đầu tiên thì cho Trung gửi lời chào cũng như lời chúc đến toàn thể các quý cổ đông, các tôi bớt cũng như toàn thể các anh chị đang có mặt trong khán phòng hôm nay. Một lời chúc và một lời chào hạnh phúc và bình an ạ. Có lẽ rằng ở đây thì cũng rất nhiều các anh chị cũng Trung cũng đã từng được làm việc, nhưng đặc biệt là cũng có khá nhiều các anh chị Trung cũng chưa có cơ hội được làm việc. Trung xin giới thiệu về mình một chút ạ. Em Trung tên đầy đủ là Đinh Văn Trung. Năm nay em 39 tuổi và hiện tại đang sinh sống ở Hà Nội, Trung quê ở Nam Định. Và chắc chắn là ở đây cũng có rất nhiều các anh chị, cũng các cô chú cũng là những người Nam Định đã có mặt ở đây ạ. Và cho Trung gửi lời chào ạ. Như MC vừa giới thiệu thì bản thân Trung cũng như rất nhiều những anh chị khác, khi mình học xong thì mình ra trường với những cái mong ước xây dựng một cuộc sống tốt hơn. Và Trung bắt đầu kinh doanh từ thời điểm những năm 2006 cho đến năm 2012 thì bản thân em Trung mở ra cho mình một doanh nghiệp riêng. Và đến thời điểm này thì doanh nghiệp của em Trung vẫn đang tồn tại. Nhưng đặc biệt tại sao ạ? Tại vì Trung hôm nay có mặt ở đây để chia sẻ với tất cả các cô chú anh chị về cơ hội Trung
biết đến được với Unica. Các anh chị cũng đã được nghe từ đầu đến cuối với những cái điều tuyệt vời về UFT rồi ạ, đúng không ạ? Đấy. Và chúng chỉ muốn chia sẻ với anh chị một điều là thật sự là để đi đến con đường thành công và giàu có, chắc chắn chúng ta sẽ phải chọn một phương án nào đấy, đó là làm chủ. Nhưng mở một doanh nghiệp thì không khó, nhưng để vận hành nó thì khó vô cùng. Tại vì bản thân em Trung đã mất từ năm 2012 cho đến thời điểm này thì doanh nghiệp của em Trung vẫn chưa thành công được, đúng không ạ? Và đến tháng 7 năm 2020 thì Trung biết đến Unica do người bạn của Trung là anh Mai Lan giới thiệu. Và thực sự là đến đấy thì như lãnh đạo Mỹ vừa nói, Trung nhìn thấy được điều đấy. Ở đây chúng ta sẽ có được đủ 3 cái chìa khóa, đúng không ạ? Sức khỏe, sự thành công, đúng không ạ? Đấy. Trung tin rằng là với tất cả những cái điều về Unica cũng sẽ nhận được rất là nhiều. Bản thân Trung thì cũng chỉ xin phép được chia sẻ và truyền đạt những cái thông điệp đấy đấy đến tất cả các anh chị. Nếu như các anh chị còn đang do dự hay còn đang mong muốn tìm hiểu nó về Unica thì chắc chắn là các anh chị sẽ còn rất nhiều những anh chị, những đồng đội của các anh chị ở đây, những người sẽ giúp cho các anh chị hiểu rất rõ. Và chỉ có đến với Unica thì các anh chị sẽ đạt được cái chìa khóa của sự thành công đấy. Và đấy là những điều chúng mong muốn chia sẻ. Và đặc biệt thì chúng không quên cảm ơn đến người đã cha đẻ của công nghệ này, đã cho chúng ta biết đến một cái thế giới thực sự là đang rất cần những điều đấy. Và đặc biệt là anh thuyền trưởng Triệu Tâm, người đã mang nó về Việt Nam, cũng như là cảm ơn lãnh đạo Vĩ, cũng như là team chiến lược, team lãnh đạo Cốt đã cho chung với cơ hội để đứng được lên những sân khấu và để cống hiến những cái sức lực, những cái trí tuệ của mình để có thể phát triển được nhiều hơn nữa đối với cộng đồng Unica. Và đặc biệt chung không quên cảm ơn người bạn của chung, đó là lãnh đạo Tobias Mai Viết Anh, một người bạn mà thực sự chung phải dùng cái sự chân tình của mình nói là một sự người bạn mà chung rất trân trọng, đúng không? Đấy, rất trân trọng. Và điều đó thì chung cũng không quên cảm ơn tất cả những anh chị, những người đã luôn đồng hành cùng chung, đi cùng chung trong một quãng đường từ năm 2012 cho đến 2020 cho đến bây giờ, đặc biệt là những người đồng đội, đúng không? Đấy, đã giúp chung cũng như là đã cùng với chung xây dựng và lan tỏa cái giá trị của Unica đến nhiều người hơn, đúng không? Chung xin hết và xin chân thành cảm ơn ạ. Về chụp ảnh, và chúng ta sẽ có những bức ảnh cùng với các team khác nhau. Xin được trân trọng kính mời tất cả các topic first chúng ta cùng tiến lên sân khấu ạ. Chúng ta cùng tiến lên trung tâm sân khấu đối với các topic first, xin mời. Xin quý vị chào một tay lớn lên nữa để cùng chào đón được không ạ? Và chụp ảnh xong thì chúng ta sẽ khai tiệc. Chúng ta sẽ chính thức khai tiệc cho đại tiệc hôm nay. Xin mời. Vâng ạ, xin mời các anh chị, chúng ta sẽ hội ngộ ở sân khấu để chúng ta có được những bức hình riêng với Tommy Bird của Unit Sky. Xin mời.